Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 96. Dứt lời, Dương Bách Xuyên lại nói với chồn nhỏ, Hương Hương xem thời cơ hành động. Được. Chít chít. Lục Yên Chi và chồn nhỏ đều gật đầu. Dương Bách Xuyên nhìn thú ngũ hành đứng cách yêu vương, gật đầu, hai chủ tớ có ăn ý. Thời khắc nào đó, thú ngũ hành phát động công kích từ sau lưng yêu vương. Ngay lúc thú ngũ hành sắp đến chỗ cách lưng yêu vương 3 mét, yêu vương bỗng nhiên giống giận quay đầu cắn xé về phía thú ngũ hành. Dương Bách Xuyên biết lúc này chính là thời cơ xuất kích, bước ra một bước giống lên, bát hoang quy nhất, chảm. Kiếm quyết Hắc Liên bây giờ có thể tấn công nhóm, một kiếm tám kiếm khí Hắc Liên, càng có thể tám kiếm thành một, đánh một kẻ địch duy nhất phát huy ra uy lực to lớn. Có thể nói đây là một chiêu mạnh nhất trong thần thông kiếm kỹ mà Dương Bách Xuyên có thể phát huy ra. Đương nhiên những điều này cũng chỉ là uy lực hắn suy diễn vô số lần trong không gian Hắc Liên mà luyện thành, thực chiến chân chính lại là trận đầu, nếu có thể chiến đấu tu luyện thêm mấy lần trong thực chiến, thì uy lực sẽ càng mạnh mẽ hơn. Thi triển ra một kiếm, chân khí cả người Dương Bách Xuyên nháy mắt đã tiêu hao hơn nửa giống như nước lũ, một kiếm này uy lực to lớn không có gì phải nghi ngờ. Nhưng chân khí và lực thần hồn tiêu hao cũng là trước giờ chưa từng có. Dương Bách Xuyên biết đánh như vậy, hắn cùng lắm có thể phát huy ra ba kiếm, là đã cạn kiệt chân khí. Mà trong nháy mắt hắn càng không ngờ tới là vô nhân viên ngạc ngư trắng bạc xảo quyệt hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều, cũng chứng minh yêu vương này là sinh linh có trí khôn cấp cao, không phải tám yêu thú bị giết kia có thể so sánh. Rõ ràng thấy yêu vương quay người cắn xé về phía thú ngũ hành. Cho nên Dương Bách Xuyên mới bước ra tìm cơ hội ra tay, đâu biết được lúc yêu vương xảo quyệt này quay đầu qua, hình như đã biết Dương Bách Xuyên sẽ đánh lén nó, đột nhiên quất mạnh cái đuôi về phía Dương Bách Xuyên. Điểm này đủ để chứng minh trí khôn của yêu vương chắc chắn không thua gì loài người. Có điều Dương Bách Xuyên tích trữ sức mạnh hoàn thành một kiếm mạnh mẽ nhất, không sợ một đuôi của yêu vương công kích. Ầm ầm. Trong phút chốc, một kiếm của Dương Bách Xuyên va chạm với đuôi của yêu vương. Trong nháy mắt một dòng máu vọt lên bắn tung tóe. Rào. Yêu vương đau đớn vang lên tiếng gào giống. Lại bị một kiếm của Dương Bách Xuyên chém đứt cái đuôi dài hơn một mét, có lẽ bản thân yêu vương cũng không ngờ uy lực một kiếm này của Dương Bách Xuyên lại lớn gấp 5 lần nhỉ. Mặc dù Dương Bách Xuyên trông giống như chiếm ưu thế, thật ra mặc dù một kiếm của hắn đã chém đứt đuôi của yêu vương, nhưng bản thân hắn cũng bị sức mạnh như núi cao khổng lồ của đuôi yêu vương chấn nhiếp. Dương Bách Xuyên rên một tiếng, khí huyết trong người sôi trào, lùi ngược 6-7 bước liên tiếp mới dừng lại, trong lòng thầm giật mình, yêu vương này quả nhiên hung dữ mạnh mẽ. Mà cùng lúc đó, thú ngũ hành cũng bị yêu vương há miệng cắn cổ, cưỡng chế xé một mảng xuống. Growl growl. Thú ngũ hành bị đau kêu thảm thiết, nhưng cũng đã chọc giận thú ngũ hành nổi khùng. Ánh sáng không màu khắp người tăng vọt đánh lên người yêu vương, khiến yêu vương phát ra tiếng giống giận nặng nề, cơ thể trở nên run rẩy. Thú ngũ hành nắm bắt cơ hội giơ móng vuốt cào về phía đầu của yêu vương. Rào. Tiếng kêu thảm thiết đâm thủng màng nhĩ phát ra từ trong miệng yêu vương, Dương Bách Xuyên thấy rõ ràng, là một vuốt của thú ngũ hành đập lên mắt trái của yêu vương, một con mắt của yêu vương lập tức khô quắt lại. Rõ ràng một vuốt này của thú ngũ hành đã cào mù mắt của yêu vương. Có điều, trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên đã được mở mang kiến thức cái gì gọi là sự tàn độc của yêu vương. Gần như trong thời gian cực ngắn, một vuốt của yêu vương lật qua đánh về vuốt trước của thú ngũ hành ra, lúc giống giận lại há miệng cắn xé cổ của thú ngũ hành, dáng vẻ giống như không cắn đứt cổ thú ngũ hành thì không bỏ qua. Thấy cảnh này, trong lòng Dương Bách Xuyên sốt ruột. Cũng không quan tâm điều gì mà thi triển kiếm kỹ, trực tiếp nhảy lên đâm về phía đầu của yêu vương, muốn ép yêu vương từ bỏ công kích đối với thú ngũ hành. Thế nhưng phản ứng tiếp theo của yêu vương khiến trong lòng hắn hoảng sợ rồi. Growl. Đây là tiếng kêu thảm thiết của thú ngũ hành, hắn ta không kịp né tránh, vẫn bị yêu vương cắn lên cổ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Phụt. Lúc này, một kiếm của Dương Bách Xuyên cũng đã đâm lên đầu của yêu vương. Nhưng lại chỉ đâm vào hơn tấc, giáp da của yêu vương vượt xa giáp da của thú nhân viên ngạc ngư bình thường, vô cùng bền bỉ. Một kiếm này của hắn là một kiếm dùng hết toàn bộ chân khí, nhưng cũng chỉ đâm vào đầu yêu vương được hơn tấc thôi, giống như không hề tạo ra tổn thương mang tính thực chất đối với yêu vương.
Một kiếm của Dương Bách Xuyên không hề khiến yêu vương từ bỏ cắn xé thú ngũ hành, cuối cùng vẫn cắn thật chặt lấy cổ của thú ngũ hành, tàn độc không hề nhả ra. Nếu không phải thú ngũ hành có thân hình khổng lồ, cổ thô to, thì một cái cắn này đủ để cắn nứt cổ của thú ngũ hành rồi. Growl, thú ngũ hành bị yêu vương cắn cổ, ánh sáng không màu khắp người bùng lên mãnh liệt, Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được thú ngũ hành đang tụ tập sức mạnh đến chỗ cổ, chắc là đề phòng bị yêu vương cắn nứt, một đòn này cũng khiến thú ngũ hành mất đi sức chiến đấu. Chẳng khác nào bị tóm lấy mệnh môn vậy, phản kháng cũng khó khăn. Máu chảy ràn rụa, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trong lòng Dương Bách Xuyên nôn nóng, liều mạng thúc dục chân khí trên kiếm đồ long, muốn một kiếm kết liễu yêu vương. Đâu biết lúc hắn thúc dục chân khí, đã cảm nhận được rõ ràng trên đầu yêu vương cũng truyền tới một sức mạnh to lớn chống lại hắn, lúc này làm cho kiếm đồ long của Dương Bách Xuyên hoàn toàn không đâm xuyên được chút nào. Hắn đã dùng hết sức lực toàn thân, cho dù là như vậy, yêu vương cũng không nhả thú ngũ hành ra. Cho nên mới nói Dương Bách Xuyên đã được mở mang kiến thức cái gì gọi là sự tàn độc của yêu vương. Thú ngũ hành làm mù một con mắt của yêu vương, con yêu vương này lập tức liều mạng muốn giết chết thú ngũ hành. Trong lòng nó sốt ruột, Lục Yên Chi ra tay, nàng nhảy lên đến tầng đầu của yêu vương, đúng lúc bị thú ngũ hành bắt mù một bên mắt, bình sứ nhỏ đang được cầm trong tay cũng bị nó bóp nát. Ngay tức khắc, nọc độc mang tử khí mùi tanh nồng trong lòng bàn tay Lục Yên Chi cùng với huyết dịch sau khi nàng ta cố ý cắt đứt bàn tay chảy xuống, hai thứ hòa tan vào nhau. Ngay sau đó trong lòng bàn tay Lục Yên Chi có một luồng khí lưu màu đen, giống như chân khí xuất hiện hòa quyện nọc độc màu tím đen dung hợp huyết dịch trong lòng bàn tay rồi bắn về phía con mắt trái bị mù của yêu vương. Ngay sau đó, Lục Yên Chi phóng độc thành công, nọc độc và độc khí do nàng ta thúc giục lập tức tiến vào trong con mắt bị thú ngũ hành bắt mù. Xì. Ngay sau đó trong lỗ mũi yêu vương phát ra thanh âm, cả người run rẩy, nhưng miệng nó vẫn kiên quyết không buông thú ngũ hành ra. Rõ ràng là nọc độc của Lục Yên Chi đã làm cho yêu vương rất đau đớn, nhưng con xúc sinh này vẫn kiên quyết không buông cái miệng đang cắn chặt vào cổ thú ngũ hành. Khiến cho toàn thân thú ngũ hành cũng bắt đầu co giật. Cảnh tượng này làm cho Dương Bách Xuyên kinh hãi. Sau khi trơ mắt nhìn Lục Yên Chi phóng độc thành công, toàn thân yêu vương run rẩy, làm cho Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi cũng thở phào. Nhưng chỉ trong nháy mắt đó thôi. Sau đó toàn thân yêu vương bạo phát quang mang bạch sắc, chỉ trong thời gian ngắn đã làm chói mắt như mặt trời, Dương Bách Xuyên theo bản năng nhắm mắt lại. A, cũng trong nháy mắt đó, Lục Yên Chi kêu lên thảm thiết rồi bay ngược ra ngoài. Dương Bách Xuyên đột nhiên mở mắt ra thì nhìn thấy một chân trước của yêu vương vỗ một cái, hắn biết là Lục Yên Chi đã bị yêu vương đá bay ra ngoài. Giờ phút này, Dương Bách Xuyên kinh hãi, cũng thấy được nọc độc trong mắt yêu vương thế mà đều chảy ngược hết ra. Hắn hiểu được, nhất định là trên người yêu vương sinh ra quang mang trắng bạch để ép độc dược ra khỏi cơ thể. Lúc này, cả người Dương Bách Xuyên chấn động, hắn không ngờ yêu vương lại khó chơi như vậy. Ngay sau đó, hắn buông kiếm đồ long ra, trong lòng vừa động vận hành thần thông pháp tướng thập nhị chí tôn. Lúc này Dương Bách Xuyên biết thủ đoạn gì là phải thi triển ra hết, nếu không thú ngũ hành sẽ bị yêu vương kiên quyết cắn chết. Vừa mới vận hành pháp tướng, lại có một người bay vào tới đột kích. Ầm ầm. Chỉ thấy một đạo thanh quang tới, hung hăng đập vào đầu yêu vương, hơn nữa còn đúng vào vị trí mắt mù của yêu vương. Dương Bách Xuyên bình tĩnh nhìn lại thì phát hiện là đá tinh. Lúc trước tìm mãi vẫn không thấy đá tinh đâu, Dương Bách Xuyên còn lo lắng cho vị ân nhân cứu mạng là đá tinh này, không ngờ lúc này đá tinh lại xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện đã xuất ra một đòn tấn công cường đại. Qua, growl. Yêu vương bị một đòn của đá tinh đánh trúng, cuối cùng cũng buông thú ngũ hành ra, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, Dương Bách Xuyên thi triển pháp tướng thành công, hóa thân thành người khổng lồ cao lớn chừng 30 thước, giơ tay lên lập tức chuẩn bị thi triển trường sinh chí tôn ấn. Nhưng lúc này, thanh quang chợt lóe lên, lại là đá tinh bay đến bên tay hắn, thanh quang lấp lánh nói, nhỏ một giọt tinh huyết lên người ta. Sau đó cầm lấy ta đập thẳng vào con cá sấu vượn người vương này, nếu không sẽ không thể giết chết nó. Nghe vậy, Dương Bách Xuyên sửng sốt, nhưng lúc này hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, cũng biết đá tinh sẽ không hại mình, hơn nữa rất rõ ràng là đang giúp hắn, cũng đã từng cứu mạng hắn, nên hắn không hề suy nghĩ mà ép ra một giọt tinh huyết nhỏ lên trên mặt đá tinh.
Ngay sau đó, đá tinh màu xanh phát ra tinh quang, chói mắt tựa như mặt trời nhỏ, cũng bộc phát ra khí tức núi non. Ở một nơi sâu thẳm nào đó, Dương Bách Xuyên cảm thấy giữa mình và đá tinh có một mối liên hệ vi diệu. Trong lòng hắn chợt hiểu rõ, bàn tay to lớn lập tức bắt lấy đá tinh, đột nhiên ném về phía yêu vương. Xèo xèo xèo. Từng tiếng chấn động phát ra, đá tinh ở giữa thanh quang đang bộc phát, bị Dương Bách Xuyên ném ra ngoài lập tức giống như một viên hỏa thiên thạch rơi xuống 9 tầng trời, bay về phía yêu vương. Hơn nữa đá tinh có linh hồn, vẫn tàn nhẫn đập vào con mắt trái đang bị mù của yêu vương như trước. Ầm. A a a. Tiếng nổ lớn cùng tiếng gào thét của yêu vương đồng thời vang lên. Một cú đập này khiến cho yêu vương bị đá tinh đập rơi xuống đất. Bù. Đá tinh lần thứ hai tự chủ bay trở về tầm tay của Dương Bách Xuyên, trong vầng sáng màu xanh truyền đến tiếng rên rỉ thanh thúy của đá tinh, hắn đau đớn nói trời ơi, đau quá đau quá. Qua. Lúc này, yêu vương thế mà lại lắc lư thân thể rồi đứng lên, hơn nữa còn đột nhiên vọt về phía Dương Bách Xuyên. Vẫn chưa chết sao, mau mau đập thêm một lần nữa, đá tinh thúc giục Dương Bách Xuyên. Gần như là theo bản năng, Dương Bách Xuyên đột nhiên nắm đá tinh trong tay rồi xông tới, hung hăng đập về phía yêu vương đang nằm cách đó hơn 10 thước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ầm ầm. Qua. Qua nha nha, đau chết mất. Lại lần nữa Dương Bách Xuyên ném đá tinh đi giống nhau như ném một viên gạch ra ngoài vậy, loại cảm giác này rất kỳ quái, thế nhưng trong lòng Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy rất sảng khoái. Tiếng ầm ầm nổ vang, tiếp theo là tiếng kêu thảm thiết của yêu vương và tiếng rên rỉ đau đớn của đá tinh lần lượt vang lên. Yêu vương lại bị đập ngã xuống đất lần nữa. Chi chi. Đúng lúc đó, chồn nhỏ cũng kêu lên chi chi. Dương Bách Xuyên vừa nhìn thì thấy chồn nhỏ định vọt về phía yêu vương. Chồn nhỏ, trở về, Dương Bách Xuyên đã nắm rõ được sự lợi hại của yêu vương nên sợ chồn nhỏ sẽ chịu thiệt. Nhưng mà một giây sau, chỉ thấy chồn nhỏ vèo một cái đã chui vào đầu yêu vương, còn chui đúng vào vị trí mắt bị mù của hắn ta. Chi chi. Lúc tiếng kêu chi chi của chồn nhỏ vang lên lần nữa, nó đã hóa thành một đạo kim quang bay tới trước người Dương Bách Xuyên. Mà trên hai cái móng vuốt nhỏ của chồn nhỏ lại ôm một viên yêu tinh hạch to bằng nắm tay người lớn, có ngân quang lấp lánh. Không cần hỏi cũng biết nhất định là yêu tinh hạch của yêu vương. Lúc này, Dương Bách Xuyên trợn mắt há hốc mồm, phí công sức nhiều như thế cũng không giết chết yêu vương nhưng chồn nhỏ chỉ cần hành động một lần đã thành công, xuyên vào đầu yêu vương càn quét sạch sẽ yêu tinh hạch. Yêu tinh hạch bị móc ra, yêu vương tất phải chết. Quả nhiên. Linh thức của Dương Bách Xuyên đảo qua, yêu vương thật sự đã chết hẳn. Hay! Dương Bách Xuyên thở phào nhẹ nhõm, trong lòng khẽ động triệt tiêu thân pháp tướng cao lớn 30 thước, thân thể khôi phục vóc dáng bình thường. Chi chi! Chồn nhỏ kêu lên chi chi, nó đang hoan hô, hai móng vuốt nhỏ bé ôm yêu tinh hạch rất lớn, trong đôi mắt to tròn xoe lóe lên tinh quang, toát lên bộ dáng của kẻ tham tiền. Dương Bách Xuyên nhìn chồn nhỏ như thế cũng chỉ biết cười khổ lắc đầu, hắn cũng không có thời gian để ý tới chồn nhỏ nữa, thú ngũ hành và Lục Yên Chi đều đã bị thương. Lục Yên Chi còn may là chỉ có một vết thương lớn ở bụng dưới, xem như là vết thương ngoài da, ngón tay Dương Bách Xuyên lập tức bắn một giọt nước sinh mệnh về phía Lục Yên Chi để cho nàng ta tự mình khôi phục thương thế. Bản thân hắn thì vội vàng đi về phía thú ngũ hành. Lần này thú ngũ hành coi như chưa chết thì cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Dương Bách Xuyên muốn cấp tốc chữa thương cho thú ngũ hành, vết thương chủ yếu là cổ đã bị cắn nứt hơn phân nửa, máu chảy không ngừng, hô hấp cũng trở nên khó khăn, thương thế rất nặng, nhưng nếu Dương Bách Xuyên không muốn để cho thú ngũ hành chết thì hắn ta không được chết. Hắn lấy hai giọt nước sinh mệnh cho thú ngũ hành, một giọt dùng bên ngoài, một giọt thì cho uống vào. Ngay sau đó dùng kết ấn trong thần ma y điển trị liệu, bắt đầu chữa thương cho thú ngũ hành. Tốn mất nửa canh giờ mới điều trị xong, thú ngũ hành cuối cùng cũng đứng dậy nói lời cảm tạ với Dương Bách Xuyên, đa tạ chủ nhân. Tuy là thương thế đã được điều trị, nhưng nguyên khí đã bị tổn thương nặng nề, trong thời gian ngắn thú ngũ hành không thể làm vật cưỡi cho hắn được. Dương Bách Xuyên xua tay nói, lần này vất vả cho ngươi rồi, vào không gian bình càn khôn tĩnh dưỡng cho khỏe đi. Sau khi nói xong,
Dương Bách Xuyên vung tay lên thu thú ngũ hành vào bình càn khôn. Lúc này hắn mới mỉm cười nhìn về phía đá tinh đang ở một bên. Đá tinh, lại đây. Thạch Thanh bái kiến chủ nhân, đá tinh bay tới bên cạnh Dương Bách Xuyên. Dù gì ngươi cũng là tảng đá ân nhân cứu mạng của ta, nhưng ta không ngờ sau khi nhỏ máu, giữa chúng ta lại trở thành chủ tớ, có một số việc ta nghĩ không ra, có phải ngươi nên giải thích rõ với ta rồi không? Dương Bách Xuyên mỉm cười nhìn chằm chằm đá tinh nói. Chậc, thật ra ta biết chủ nhân ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng ngươi cứ yên tâm đi, ta không có ác ý, hơn nữa bây giờ ta đã nhận ngươi làm chủ nhân, đương nhiên không dám hại ngươi, không phải sao? Còn về những chuyện khác thì ta không tiện nói nhiều, đúng thật là có người khác nhờ ta âm thầm bảo vệ ngươi, nhưng mà... Nàng ấy không cho ta nói với ngươi, vì vậy chủ nhân ngài cứ yên tâm. Đá tinh lóe ra thanh quang nói. Đá tinh, ta nhớ rõ lúc trước ngươi từng hóa thành bộ dáng của một tiểu mập mạp, nếu có thể hóa hình thì hóa hình nói chuyện đi. Từ đầu đến cuối chỉ nói chuyện với một tảng đá, Dương Bách Xuyên rất không quen. Tạm thời ta không thể hóa hình được nữa. 10 năm trước ta đã liều mạng giúp ngươi ngăn cản yêu vương cho nên bị thương nguyên khí, ngươi nhìn xem, bây giờ toàn thân ta đều là vết rách, cần thời gian rất dài thì mới khôi phục mới được. Trong khi đá tinh nói chuyện thì thanh quang tản đi. Dương Bách Xuyên nhìn qua, quả nhiên thấy được rất nhiều vết rách nhỏ tảng đá. Tuy là đá tinh không chịu nói đã nhận lời người nào đến bảo vệ mình, Dương Bách Xuyên ít nhiều cũng có chút không vui, nhưng cũng không thể trách nó, dù sao đá tinh nói rất đúng. Nó không có ác ý với mình. Chỉ có điều, bây giờ Dương Bách Xuyên lại cảm thấy hứng thú với chính đá tinh, bởi vì trong lúc vô tình nhỏ máu đã trở thành quan hệ chủ tớ, hắn đã biết đá tinh không đơn giản, có một tin tức về thiên thạch phản hồi trong đầu hắn, thế mới biết được đá tinh chính là kỳ thạch thiên địa tu đạo thành tinh. Dương Bách Xuyên nhìn đá tinh, trầm tư một lúc rồi nói, ngươi không muốn nói là nhận lời ai đến giúp đỡ ta, vậy thì ta không hỏi. Nhưng có một vấn đề ngươi phải thành thật trả lời ta, bằng không ta không hiểu được thì không dám giữ ngươi ở lại bên cạnh đâu. Đá tinh lóe lên ánh sáng xanh, phát ra tiếng nói, được, ngươi hỏi đi, vấn đề khác ta nhất định sẽ trả lời. Dương Bách Xuyên gật đầu, trầm ngâm nói, khoảnh khắc ta và ngươi nhỏ máu nhận chủ, ta đã biết đại khái thân phận của ngươi. Ngươi là kỳ thạch thiên địa tu đạo, được gọi là đá đả tiên. Tuy ta không biết đá đả tiên là gì. Nhưng thiết nghĩ có thể lấy tên bậc tiên át hẳn ngươi không tầm thường. Từ việc ngươi có thể đập cho yêu vương gào khóc có thể chứng minh sự bất phàm của ngươi. Ta muốn hỏi, đá đả tiên lợi hại như vậy, tại sao lại nhận ta làm chủ? Phải biết rằng tu vi của ta chỉ là cảnh giới hợp thể đại viên mãn mà thôi. Cho nên ta thật sự không tài nào hiểu nổi. Đừng nói với ta ngươi bảo ta nhỏ máu nhận chủ lên người ngươi là trùng hợp, là tình huống khẩn cấp. Ta muốn nghe lời nói thật. Nói thật lòng, Dương Bách Xuyên cực kỳ tò mò về đá đả tiên. Đủ mọi dấu hiệu đều cho thấy hòn đá thần kỳ này đã đi theo hắn từ lúc hắn tiến vào trong thái hoang, hoặc là theo hắn từ thành tinh thần. Bởi vì trên đường đi Dương Bách Xuyên luôn có cảm giác bị ai đó nhìn ngó, tuy nhiên hắn tìm kiếm nhiều lần đều không tìm được. Bây giờ xem ra là hòn đá tinh này không chệch đi đâu được. Có điều hắn không nghĩ ra vì sao đá tinh lại phải nhận hắn làm chủ. Hoàn toàn không có lý do gì. Nếu là thiên tài địa bảo, đương nhiên là hắn thích. Kỳ thạch thiên địa nhận chủ, hắn cũng vui mừng. Đây là lần đầu tiên hắn gặp chuyện tinh linh thiên địa chủ động nhận mình làm chủ. Nhưng cũng chính vì vậy mà Dương Bách Xuyên mới tò mò, hay nói chính xác hơn là không bình tĩnh nổi. Dù sao hắn cũng phải biết nguyên nhân thực sự. Hắn không tự luyến đến mức cho rằng sức hút của mình có thể hấp dẫn một kỳ thạch thiên địa chủ động nhận chủ. Sau khi nói xong, Dương Bách Xuyên chờ đợi câu trả lời của đá tinh. Đá tinh lóe lên ánh sáng xanh, truyền ra tiếng nói, chủ nhân thân yêu, ta xin tự giới thiệu lại một lần nữa. Ta tên là Thạch Thanh, đừng gọi ta là đá tinh được không? Thứ hai, ta sẽ trả lời câu hỏi của ngươi. Đúng là ta bảo ngươi nhỏ máu lên người ta không phải trùng hợp, nhưng cũng là trùng hợp. Bởi vì ngươi cũng thấy tình huống khẩn cấp khi đối phó với yêu vương hồi nãy rồi đấy. Chỉ có nhỏ máu nhận chủ, người dùng ta đập yêu vương thì mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Có mấy lý do mà ta lựa chọn ngươi. Thứ nhất, ta đã nói mình nhận được sự phó thác của người khác, người ấy có ơn với ta, hy vọng ta có thể đi theo ngươi. Thứ hai, trong quá trình quan sát trên đường đi,
ta phát hiện ngươi có chỗ bất phàm. Ta là kỳ thạch thiên địa tu đạo, ở một số phương diện ta chiếm ưu thế hơn nhân loại các ngươi. Ví dụ như xem khí vận thiên địa của một người thì ta nhạy cảm hơn các ngươi. Trong mắt ta, khí vận của chủ nhân hưng thịnh, đây là một lý do ta nhận ngươi làm chủ nhân. Thứ ba, mặc dù ta là kỳ thạch thiên địa, nhưng cũng là sinh linh có thể chứng đạo, cho nên ta cũng phải tiến hóa. Phương thức tiến hóa giống nhân loại các ngươi cần năng lượng từ linh dược các thứ để nâng cao tu vi, đạt được mục đích tiến hóa. Còn ta thì cần thiên tài địa bảo hệ kim để tiến hóa. Nhưng thiên tài địa bảo trong thiên địa nào dễ dàng kiếm được. Vì vậy ta cần đi theo một chủ nhân có khí vận dồi dào mới có thể giúp ta không ngừng tiến hóa. Đây là lý do thứ ba ta chọn ngươi. Lý do cuối cùng cũng là lý do quan trọng nhất. Ta rất tinh mắt, nhìn người rất chuẩn. Các ngươi biến mất 10 năm, 10 năm sau đi ra ai cũng có tiến bộ vượt bậc. Điều này chứng tỏ đi theo chủ nhân có thịt ăn, ta không nhìn nhầm người. Hơn nữa, chủ nhân đối xử với tòa kỵ rất tốt. Một chủ nhân đối xử tốt với tòa kỵ và những người bên cạnh nhất định sẽ đối xử với ta không tệ, vì vậy ta chọn ngươi làm chủ nhân. Chủ nhân không cần nghi ngờ ta, người ta đi theo lúc trước không phải chủ nhân của ta, nàng là ân nhân cứu mạng ta. Ta vốn là sinh linh trong Thái Hoang Tinh Hải, có một lần suýt bị tên trùm sỏ trong Thái Hoang cắn nuốt, là người kia đã cứu ta, cho nên ta đi theo nàng, nhưng không nhận chủ. Tinh linh thiên địa nhận chủ sẽ không qua loa. Hơn nữa, vị ân nhân kia nhờ ta đi theo ngươi, cả chặng đường ta đều quan sát ngươi, sự thật chứng minh ngươi là chủ nhân tốt. Tóm lại, có ta thì chủ nhân hành tẩu Thái Hoang sẽ rất tiện. Hơn nữa, khi nào ta tiến hóa tới một trình độ nhất định, một hòn đá có thể đánh chết thần tiên đấy. Không phải ta khoác lác đâu. Đá tinh tức Thạch Thanh đã nói xong. Dương Bách Xuyên mỉm cười. Vài lần đá tinh nhắc tới ân nhân của mình đều dùng từ nàng, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng hiểu ra. Cho dù Thạch Thanh không nói, Dương Bách Xuyên cũng đoán được ai phái nó tới. Nếu hắn đoán không nhầm thì khả năng cao là Lâu Hải Đường. Theo hiểu biết của hắn về Lâu Hải Đường, nàng ta thật sự có thể làm vậy. Bởi vì Dương Bách Xuyên đến tu chân giới không lâu, số người quen biết có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, người có thể sai bảo kỳ thạch cấp bậc này đi theo giúp đỡ hắn, tính tới tính lui cũng chỉ có Lâu Hải Đường. Chỉ có Lâu Hải Đường tu vi đại thừa kỳ mới có thể sai khiến đá đả tiên. Thạch Thanh gọi là ân nhân chứ không nói tên, hẳn là Lâu Hải Đường giữ tôn nghiêm đàn ông cho hắn. Nàng ta thông minh và tinh tế, thật sự có thể nghĩ tới điểm này. Cho nên về cơ bản Dương Bách Xuyên đã nhận định đối phương là Lâu Hải Đường, người có tu vi cao nhất trong đám nữ nhân của mình. Sau khi nghĩ thông suốt, Dương Bách Xuyên vô cùng cảm động. Có nữ nhân như vậy, đời này không còn gì nuối tiếc. Hắn nhìn đá đả tiên Thạch Thanh, mỉm cười nói, được, ta tin ngươi. Yên tâm đi, ngươi được nàng phái tới, ta sẽ không bạc đãi ngươi, càng không phụ tấm lòng của nàng. Hích, chủ nhân biết là ai rồi hả? Đá đả tiên Thạch Thanh vô cùng kinh ngạc. Nếu ta đoán không lầm thì là Lâu Hải Đường phải không? Dương Bách Xuyên mỉm cười đáp lời, tâm trạng rất tốt. Ta chưa nói gì hết, lần này xem như đá đả tiên Thạch Thanh đã thừa nhận. Được rồi, hoan nghênh ngươi trở thành một thành viên trong nhóm chúng ta. Đúng là hành tẩu Thái Hoang cần địa đầu xà nhà ngươi. Tiếp theo chúng ta muốn đi tìm nơi mọc độc dược, ngươi có nơi nào đề cử không? Dương Bách Xuyên hỏi Thạch Thanh, quả thật đá đả tiên gia nhập, đội ngũ có thêm một địa đầu xà dẫn đường. Hành tẩu Thái Hoang sẽ tiện hơn rất nhiều. Đá đả tiên lóe lên ánh sáng xanh, phát ra tiếng nói, đương nhiên là trong Thái Hoang có. Nói đến đây, đá đả tiên đột nhiên dừng lại, sau đó đổi giọng, chủ nhân, e là phải chạy nhanh thôi. Đi mau, chúng ta vừa đi vừa nói. Kẻ thù truy tìm các ngươi tới rồi, ta cảm ứng được. Đi mau lên. Thạch Thanh nói không đầu không đuôi. Dương Bách Xuyên sửng sốt hỏi, nói rõ xem nào. Kẻ thù gì chứ? Xảy ra chuyện gì vậy? Sao ngươi biết? Thạch Thanh cuống cuồng nói, ôi trời, chính là Nguyên Thần Huyễn và Phong Em Mờ Dương đó. Ta vẫn luôn đi theo ngươi từ lúc ngươi xuất phát từ thành tinh thần. Ngươi biết gì về Nguyên Thần Huyễn và Phong Em Mờ Dương, ta cũng biết hết, cho nên ta biết bọn họ là kẻ thù của ngươi. 10 năm trước sau khi các ngươi biến mất ở đây, ta và Yêu Vương đại chiến xong từng phát hiện thấy tung tích của bọn họ đang tìm ngươi.
Có điều trong 10 năm các ngươi mất hết khí tức, bọn họ không tìm được, hẳn là đã trốn vào nơi nào đó cách ly khí tức nên bọn họ không tìm ra. Bây giờ các ngươi xuất hiện, bọn họ có thể cảm ứng được khí tức của các ngươi. Ta là kỳ thạch, nơi nào có đá ta đều cảm ứng được trong phạm vi 30 dặm. Hiện tại ta cảm ứng được bọn họ đã cách chúng ta hơn 20 dặm, đang chạy tới đây. Vì vậy chúng ta phải đi mau. Hai người kia mạnh vô cùng, ta không chắc có thể đối phó với bọn họ, có lẽ chủ nhân cũng không được. Đi nhanh lên, vừa đi vừa nói, chậm là không kịp đâu. Thạch Thanh chỉ nói dăm ba câu nhưng Dương Bách Xuyên đã hiểu, mặt lập tức biến sắc. Hắn không kịp nhiều lời, vùng tay đưa thi thể của nhân viên Ngạc Ngư Vương vào không gian bình càn khôn rồi gật đầu nói với Lục Yên Chi đi thôi. Lời nói của Thạch Thanh cũng khiến Dương Bách Xuyên giật mình. Giết một tên nhân viên Ngạc Ngư Vương khiến hắn hao binh tổn tướng, bây giờ lại có thêm hai lão giả tu vi sâu không lường được. Mặc dù hiện tại tu vi đã tăng lên, nhưng đối đầu với Nguyên Thần Huyễn và Phong M Dương thì Dương Bách Xuyên không nắm chắc phần thắng. Tin tức của Thạch Thanh rất quan trọng, quả nhiên Phong M Dương đi cùng Nguyên Thần Huyễn. Sắc mặt Lục Yên Chi cũng trở nên khó coi. Nàng ta không muốn đối mặt với sư phụ Nguyên Thần Huyễn, nàng ta biết lão độc vật dối trá Nguyên Thần Huyễn kia đáng sợ cỡ nào. Đá tinh dẫn đường đi. Nếu Nguyên Thần Huyễn và Phong M Dương đã tìm tới sông Tịch Diệt thì chúng ta không thể nán lại dưới đáy sông Tịch Diệt nữa, chúng ta lên mặt đất đi. Dương Bách Xuyên nói với Thạch Thanh. Chủ nhân yên tâm, Thái Hoang có nhiều nơi ta rất quen thuộc. Đi theo ta, sau khi Thạch Thanh đáp lời, ánh sáng xanh lóe lên, nó bay lên mặt nước. Dương Bách Xuyên dặn dò con trồn một tiếng, sau đó hắn và Lục Yên Chi theo sát phía sau Thạch Thanh, bơi thẳng lên trên. Mấy phút sau, bọn họ đã ra khỏi sông Tịch Diệt, lên tới mặt đất. Thạch Đầu, bây giờ chúng ta đi đâu? Thạch Đầu là biệt danh Dương Bách Xuyên đặt cho đá đả tiên Thạch Thanh. Chúng ta phải mau chóng cách xa sông Tịch Diệt, chắc chắn Nguyên Thần Huyễn và Phong M Dương nhất định sẽ nhanh chóng đuổi tới. Thế này nhé, ta biết cách đây 3.000 dặm có một di chỉ thành cổ Thái Hoang, nơi đó tuy nguy hiểm nhưng địa hình phức tạp, trốn vào đó không dễ bị tìm ra. Đá đả tiên ngẫm nghĩ rồi nói. Được, vậy đến đó trước đi. Dương Bách Xuyên lập tức đồng ý. Chấm chấm chấm. Ngay sau khi mấy người Dương Bách Xuyên lên bờ, nơi bọn họ đại chiến với thú nhân viên Ngạc Ngư dưới đáy sông Tịch Diệt xuất hiện hai lão giả, chính là Nguyên Thần Huyễn và Phong M Dương. Lạ thật đấy, cảm ứng mệnh bài của Lục Yên Chi lại biến mất, lẽ nào chúng ta tìm sai? Phong M Dương vừa nói vừa đi về phía trước. Chắc là không sai đâu. Nhìn đằng kia kìa, đúng là từng có người đến đó, Phong M Dương vừa nói vừa chỉ về phía trước. Nguyên Thần Huyễn quan sát xung quanh, phía trước cách mấy chục mét có xác vụn của một con thú nhân viên Ngạc Ngư. Hai người đi tới kiểm tra. Nơi này từng xảy ra một trận đại chiến, yêu thú bị giết rất mạnh, hơn nữa có khí tức của Lục Yên Chi. Một khí tức khác hình như là Dương Bách Xuyên. Còn có khí tức của kỳ thạch thiên địa và khí tức của yêu thú. Ngoài ra không còn khí tức nào khác. Thật kỳ lạ, lẽ nào người chém giết những yêu thú này là Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi? Nguyên Thần Huyễn nói với vẻ nghi ngờ. Chắc là không phải đâu, từ khí tức ở đây có thể phán đoán trong đám yêu thú này có một con yêu thú vô cùng mạnh, ít nhất cũng có thực lực độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong. Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi đều là cảnh giới hợp thể. Làm sao có thể chém giết yêu thú mạnh mẽ như vậy? Lẽ nào trong nhóm bọn họ có cao thủ cường đại? Hay là Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi đi theo một cao thủ? Phong M Dương ngờ vực nói. Hai người đều không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Sau đó, Nguyên Thần Huyễn nói, khí tức mệnh bài của Lục Yên Chi bị cắt đứt tại đây. Quá kỳ lạ, lúc chúng ta vượt qua màn chắn pháp tắc có thể cảm nhận được khí tức của nó, sau đó khí tức biến mất. Chúng ta đuổi đến sông Tịch Diệt thì lại cảm ứng được khí tức, nhưng không lâu sau khí tức lại biến mất 10 năm. 10 năm sau lại xuất hiện, chúng ta đuổi đến đây nhưng bây giờ lại tiếp tục biến mất. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Nguyên Thần Huyễn lẩm bẩm. Nghe lão ta nói vậy, Phong M Dương trầm tư một lúc rồi nói, ta đoán lúc chúng ta xuyên qua tấm chắn pháp tắc, khí tức cảm ứng được hẳn là chính xác. Có điều bọn họ tiến vào sông Tịch Diệt dẫn đến khí tức bị sông Tịch Diệt che giấu. Sau khi chúng ta tiến vào sông Tịch Diệt lại cảm ứng được một lần nữa, điều này chứng tỏ chúng ta không tìm sai.
Điểm đáng ngờ duy nhất là bọn họ biến mất ở sông Tịch Diệt suốt 10 năm, nhưng chúng ta không phát hiện bọn họ từng ra ngoài. Điều này chứng tỏ trong 10 năm đó bọn họ vẫn luôn ở sông Tịch Diệt. Chỉ có hai khả năng. Một là 10 năm này bọn họ trốn ở nơi có thể cách ly khí thức, nhưng xung quanh không có nơi nào đáng nghi. Như vậy chứng tỏ trên người ai đó có pháp bảo động tiên. Chỉ có trốn vào trong pháp bảo động tiên mới có thể để cắt đứt cảm ứng khí thức của mệnh bài. Nói cách khác, rất có khả năng là trong 10 năm này bọn họ trốn trong pháp bảo động tiên. Mà bây giờ khí thức lại biến mất một lần nữa, một là bọn họ lại tiến vào pháp bảo động tiên, hai là lúc này bọn họ đã ra khỏi sông Tịch Diệt lên mặt đất, vì vậy ngươi không cảm ứng được khí thức mệnh bài của Lục Yên Chi. Khả năng sau lớn hơn, bởi vì không có khả năng bọn họ trốn 10 năm giờ lại tiếp tục tiến vào pháp bảo động tiên. Vì vậy, chúng ta phải nhanh chóng lên bờ, leo lên mặt đất. Nói không chừng lúc này bọn họ đang ở trên mặt đất rồi. Trong lúc Phong M. Dương nói chuyện, hai mắt lóe lên tia sáng. Có lẽ đúng là như thế. Bây giờ có thể khẳng định một điều, Yên Chi và Dương Bách Xuyên đi cùng nhau. Vậy, chúng ta lên bờ thôi, hẳn là bọn họ chưa đi xa. Sau đó, Nguyên Thần Huyễn và Phong M. Dương bơi lên mặt nước. Chấm chấm chấm. Lúc này, Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi đang theo đá đả tiên chạy băng băng trong rừng rậm. Hiện tại bọn họ có đá đả tiên Thạch Thanh dẫn đường, tâm lý ổn định hơn nhiều. Rừng rậm Thái Hoang quá rộng lớn, từ lúc bọn họ tiến vào đến giờ vẫn đang ở trong rừng rậm Thái Hoang xa trăm vạn dặm. Theo lời đá đả tiên, di tích thành cổ bọn họ muốn đi nằm ở sâu trong rừng rậm Thái Hoang, vô cùng nguy hiểm, có vô số sinh linh Thái Hoang. Trên đường đi, nó dặn bọn họ phải lên tinh thần cao độ để tránh bị tập kích. Không thể phi hành, chỉ có thể chạy bộ. Hơn nữa rừng rậm tươi tốt, tốc độ chậm đi nhiều. Bọn họ cũng lo lắng Nguyên Thần Huyễn và Phong M. Dương đuổi kịp. Ít nhiều gì Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy áp lực. Nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể dốc sức chạy. Hắn vừa đi vừa hỏi đá đả tiên Thạch Thanh tình huống trong Thái Hoang. Dương Bách Xuyên nhớ rõ Lâu Hải Đường từng nói Thái Hoang là nơi không có nền văn minh tồn tại, nhưng đá đả tiên lại nói nơi bọn họ muốn đi là di tích thành cổ Thái Hoang, điều này khiến Dương Bách Xuyên không hiểu. Hắn bèn hỏi đá đả tiên, Thạch đầu này, theo ta biết thì Thái Hoang không có nền văn minh tồn tại, vì sao ngươi lại nói có di tích thành cổ? Đá đả tiên lóe lên ánh sáng xanh, bay xa 2 mét. Hình thể của nó nhỏ, không bay được cao, hơn nữa nó là dân bản địa Thái Hoang. Hiểu Thái Hoang hơn đám người Dương Bách Xuyên rất nhiều. Lấy ví dụ như việc phi hành, theo lý thì không bay cao quá 9 mét sẽ không bị pháp tắc Thái Hoang tấn công, cho nên đá đả tiên không bị ảnh hưởng. Nhưng Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi lại không được. Mỗi cái cây trong rừng rậm đều cao mấy chục mấy trăm mét, thậm chí cao hơn, có hạn chế rất lớn đối với tu sĩ nhân loại. Chủ nhân nói không sai, nhưng chỉ là một mặt thôi. Đúng là Thái Hoang Tinh Hải không có nền văn minh tồn tại. Nhưng đó là kỷ nguyên xa xưa, hay nói chính xác hơn là trạng thái lúc chưa có sinh linh tu chân giới tiến vào. Bất kỳ nơi hoang vắng nào có linh tinh tồn tại ắt sẽ có nền văn minh xuất hiện. Thật ra trong Thái Hoang có rất nhiều nơi bị sinh linh tu đạo chiếm cứ. Sau khi Thái Hoang Tinh Hải được phát hiện, nền văn minh cũng tiến vào Thái Hoang Tinh Hải. Thậm chí Thái Hoang Tinh Hải xa xưa trong truyền thuyết còn có thần tiên cư ngụ, vì vậy tới bây giờ trong Thái Hoang có các di tích và công pháp tu luyện. Pháp bảo. Di tích thành cổ mà ta nói là một di tích vô cùng lâu đời. Tu chân giới rộng lớn, có vô số tiểu thế giới xoay quanh đại thế giới, sẽ có vô số sinh linh vạn vật. Từ xưa đến nay có vô số sinh linh tiến vào Thái Hoang Tinh Hải, tất nhiên cũng có vô số di tích văn minh truyền lại, điều này không có gì lạ. Đá đả tiên Thạch Thanh chững chạc nói. Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi nghe xong cũng gật đầu. Theo cách nói của Thạch Thanh thì đúng là như vậy. Vậy ngươi có biết rốt cuộc đó là nơi nào không? Có gì đặc biệt? Lục Yên Chi hỏi Thạch Thanh. Thật ra trước đây ta cũng chỉ đến bên rìa thôi. Đó là một di tích thành cổ vô cùng to lớn, ta không biết lớn cỡ nào, nhưng chỉ vòng ngoài thôi đã gần trăm dặm rồi. Ta không dám vào trong. Không biết vì sao mà tòa thành cổ kia lại bị phá hủy, nhưng có rất nhiều sinh linh Thái Hoang cư ngụ trong đó. Trong Thái Hoang có muôn vàn chủng tộc sinh linh, có một số sinh linh vô cùng đáng sợ. Hơn 1.000 năm trước ta từng tới đó, ta vẫn còn nhớ rõ lúc ta tới đó,
bên trong truyền ra tiếng hét dài dẫn tới thiên lôi thái hoang, thiên uy bao phủ khắp đất trời, che phủ trăm dặm thành cổ bên ngoài. Rất nhiều sinh linh thái hoang cường đại chạy chối chết, ta cũng là một trong số đó. Từ đó về sau ta không dám đến đó nữa. Tuy nhiên, chỉ cần chúng ta không đi vào nội thành, cẩn thận một chút hẳn là không sao. Cho dù là ngoại thành cũng dài trăm dặm, vô số cung điện kiến trúc đã đổ sập. Chúng ta trốn vào đó, Nguyên Thần Huyễn và Phong M Dương muốn tìm chúng ta không phải chuyện dễ. Thạch Thanh giải thích, hắn hiểu được nỗi lo lắng của Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi. Mọi người vừa đi vừa nói, thật ra Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi không lấy được mấy tin tức hữu dụng về di tích thành cổ từ Thạch Thanh. Ngay cả tên của thành cổ kia, nó cũng không biết. Nhưng bọn họ không có đường lui, chỉ có thể đi tới đó. Bọn họ đi khoảng 3 ngày, Lục Yên Chi và Thạch Thanh đồng thời thốt lên đầy kinh ngạc. Dương đại ca, ta cảm nhận được khí tức của mệnh bài, là... Nguyên Thần Huyễn đuổi tới. Sắc mặt Lục Yên Chi trở nên khó coi. Chỉ cần Nguyên Thần Huyễn thôi động mệnh bài của Lục Yên Chi là nàng ta có thể cảm nhận được. Lúc này nàng ta đã cảm nhận được khí tức của mệnh bài. Đâu chỉ cảm nhận được, bọn họ đã cách chúng ta 10 dặm rồi. Mau trốn thôi, sao hai lão già kia lại tìm được chúng ta nhanh như vậy? Thạch Thanh sốt ruột la oai oái. Dương Bách Xuyên nghe Thạch Thanh nói vậy thì sửng sốt, nhìn sang Lục Yên Chi. Hắn biết mình đã mắc phải một sai lầm cấp thấp. Sai lầm mà Dương Bách Xuyên nghĩ tới chính là Lục Yên Chi. Hoặc nói đúng hơn là mệnh bài của Lục Yên Chi đang bị Nguyên Thần Huyễn nắm giữ. Nguyên Thần Huyễn cầm mệnh bài của Lục Yên Chi trong tay, lão ta có thể thông qua mệnh bài tìm được hai người bọn họ. Chẳng trách lại nhanh như vậy. Thạch Thanh nói chỉ có 10 dặm, khoảng cách này với hạng cao thủ như Nguyên Thần Huyễn và Phong Âm Dương mà nói cũng chỉ mất vài phút mà thôi. Dương Bách Xuyên biết hơi thở của Lục Yên Chi đã bại lộ. Đúng lúc này, giọng nói già nua vang lên, Yên Chi, vi sư tới cứu người đây, đứng yên tại chỗ đợi ta. Giọng nói này là của lão già Nguyên Thần Huyễn, người còn chưa tới nhưng giọng đã vang vọng khắp đất trời. Sắc mặt Dương Bách Xuyên cực kỳ khó coi, không kịp nhiều lời, hắn vẫy tay về phía Lục Yên Chi rồi nói, Yên Chi, người tiến vào trong không gian càn khôn là có thể cắt đứt hơi thở mệnh bài. Giây sau, Lục Yên Chi đã bị Dương Bách Xuyên thu vào trong không gian càn khôn. Dương Bách Xuyên biết, không gian càn khôn tự tạo thành một thế giới, đây chính là chí bảo vô thượng, Nguyên Thần Huyễn còn chưa đủ năng lực cảm ứng được hơi thở của Lục Yên Chi từ không gian càn khôn. Cũng chỉ có thể để Lục Yên Chi vào trong không gian càn khôn ngăn cách với mệnh bài, vậy thì Nguyên Thần Huyễn mới không thể tìm được bọn họ. Mặc dù khoảng cách chỉ vẻn vẹn có 10 dặm, nhưng mất đi dấu vết của Lục Yên Chi, ở trong Thái Hoang Tinh Hải không thể sử dụng linh thức, Dương Bách Xuyên sẽ tránh được theo dõi của Nguyên Thần Huyễn và Phong Âm Dương. Trong lòng hắn cũng không nắm chắc, nhưng đây là lựa chọn tốt nhất lúc này. Tuy hắn có thể sử dụng linh thức kiểm tra thông qua không gian Hắc Liên, nhưng cũng sẽ có hạn chế, Thái Hoang Tinh Hải cấm chế tất cả các tu sĩ không được dùng linh thức, duy chỉ có hắn dùng được nhờ không gian Hắc Liên, nhưng lại bị áp chế trong phạm vi 100 mét, vượt quá thì sẽ không có tác dụng. Còn vô dụng hơn cả Thạch Thanh. Thạch Thanh là kỳ thạch, chỉ nơi có đá kim loại thì hắn sẽ phát huy được ưu thế rất lớn, nhiều nhất hắn có thể cảm ứng được trong bán kính 30 dặm, vậy nên lúc này Thạch Thanh có tác dụng rất lớn. Đương nhiên là sau khi Lục Yên Chi tiến vào không gian càn khôn, Thạch Thanh dựa vào bản lĩnh của mình, dẫn Dương Bách Xuyên trốn thoát Nguyên Thần Huyễn và Phong Âm Dương. Bây giờ hắn có trốn được truy đuổi của Nguyên Thần Huyễn và Phong Âm Dương hay không thì phải xem bản lĩnh của Thạch Thanh rồi. Thạch đầu, đi nhanh lên, tiếp theo nhờ cậy ngươi đó. Dương Bách Xuyên sốt ruột nói với Thạch Thanh. Mặc dù tu vi của hắn đã đạt tới hợp thể đại viên mãn, thậm chí còn tu được hai chiến kỹ thần thông, nhưng khi đối thủ là Phong Âm Dương và Nguyên Thần Huyễn thì trong lòng hắn vẫn rất lo lắng. Dù sao thì hai lão già này cũng là địa tiên tam chuyển. Áp chế tới trạng thái độ kiếp đại viên mãn, tương đương với cảnh giới độ kiếp vô song. Dương Bách Xuyên có thể chiến đấu vượt cấp, hắn tự tin mình đấu tay ngang được với tu sĩ độ kiếp đại viên mãn, nhưng là kiểu độ kiếp đại viên mãn thông thường, chứ không phải loại gian trá như hai lão Nguyễn Thần Huyễn và Phong Âm Dương. Hiện tại, hắn chỉ muốn theo Thạch Thanh nhanh chóng tiến vào trong di tích thành cổ, cắt đuôi hai lão già kia. Nếu như không vào di tích thành cổ mà chỉ ở trong rừng rậm Thái Hoang,
Dương Bách Xuyên tin hắn nhất định sẽ bị hai người kia tìm được. Dù sao thì họ cũng là địa tiên tam chuyển, có thể nói là hạng người đứng đầu tu chân giới, lão quái như bọn họ có vô số thủ đoạn, bỏ ra một cái giá để tìm một người là điều không khó. Vậy nên Dương Bách Xuyên chỉ muốn cắt đuôi bọn họ, hắn không muốn chạm mặt trực tiếp với hai lão già kia, nói đúng ra là không muốn đánh nhau với Nguyên Thần Huyễn và Phong Âm Dương. Chủ nhân yên tâm, ta có thể cảm ứng được bọn họ, chúng ta đi trốn là được, người theo sát ta. Dứt lời, Thạch Thanh hóa thành luồng sáng màu xanh, gấp đôi gia tăng tốc độ. Dương Bách Xuyên dùng chỉ xích thiên nhai công theo sau Thạch Thanh, hiện tại chỉ xích thiên nhai công đã gần đạt tới đại thành, tốc độ của hắn cũng không hề chậm. Mặc dù chưa đạt tới cảnh giới cao nhất của chỉ xích thiên nhai công nhưng ở hoàn cảnh khó khăn như trong rừng rậm thì một bước chân của hắn cũng đạt tới trăm trượng. Đây vẫn chưa phải là cực hạn, nếu như phát huy ở trạng thái tốt nhất thì sẽ còn xa hơn. Chớp mắt, một người một đá vụt xa mấy dặm. Chấm chấm chấm. Mấy phút sau, Nguyên Thần Huyễn và Phong Âm Dương xuất hiện ở vị trí vừa rồi của Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi. Hơi thở lại biến mất, Nguyên Thần Huyễn nghiến răng nghiến lợi, đường đường địa tiên tam chuyển lại bị người ta đùa bỡn, Thái Hoang chết tiệt lại hạn chế linh thức, nếu không thì lão phu chỉ cần một ý nghĩ thôi là có thể tìm được bọn họ rồi. Phong Âm Dương cũng âm trầm nói, hiện tại có thể chắc chắn, trên người bọn họ có pháp bảo động thiên, có lẽ là sau khi phát hiện ra chúng ta thì Lục Yên Chi đã tiến vào trong pháp bảo động thiên rồi, thế nên mới mất đi hơi thở. Đuổi theo, phạm vi trong vòng 10 dặm. Lần này lão phu không tin là không tìm được bọn họ, đợi khi đuổi kịp, ta nhất định sẽ băm bọn chúng thành trăm mảnh. Nguyên Thần Huyễn căm hận nói. Đi. Hai lão già lập tức biến mất ngay tại chỗ, tốc độ không hề chậm. Biến mất như một cơn gió. Chấm chấm chấm. Lúc này, Dương Bách Xuyên và Thạch Thanh đang chạy bạt mạng. Thạch Thanh, còn xa nữa không? Dương Bách Xuyên vừa chạy vừa hỏi. Thạch Thanh lóe lên ánh sáng màu xanh đáp, sắp rồi, còn 700-800 mét nữa. Ngươi có thể cảm ứng được khoảng cách của hai lão già kia với chúng ta không? Chủ nhân yên tâm, bọn họ đang cách chúng ta hơn 10 dặm, nhưng lệch hướng. Thạch Thanh nói. Dương Bách Xuyên thở phào một hơi, nhưng hắn vẫn thúc giục, tăng nhanh tốc độ, khoảng cách hơn 10 dặm nhưng nếu hai lão già kia chạy lệch hướng thì cũng sẽ phát sinh lớn. Hai người không dừng lại mà chạy nhanh hơn. Ba tiếng sau, Phong Âm Dương và Nguyên Thần Huyễn truy tìm mấy trăm dặm, ngay cả một bóng người cũng không thấy. Lúc này, Phong Âm Dương lên tiếng, lão độc quái, thế này không được, chúng ta đang tìm kiếm không có mục tiêu, phải nghĩ cách, nếu không thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Nguyên Thần Huyễn hiểu rõ, lão gật đầu, đôi mắt già nua quan sát khắp nơi, giây sau, lão nhìn lên một gốc cây khô, ở đó có một ổ ong mật thái hoang biến bị, mỗi con to như ngón tay cái. Nguyên Thần Huyễn đi tới dưới gốc cây khô, lão lấy ra một bình sứ nhỏ rồi mở nắp, ngay lập tức mùi thơm kỳ dị bay ra, khói màu vàng nồng đậm tụ lại trong lòng bàn tay. Giây sau, tổ ong to lớn trên cây nghiêng xuống. Vù vù vù. Đàn ong lập tức tập trung trên tay lão ta. Ong mật có màu vàng ánh đỏ, cánh đập phát ra tiếng vù vù khiến da đầu người ta tê dại, loại ong có tồn tại được ở một nơi như rừng rậm thái hoang. Đương nhiên chẳng phải loại hiền lành gì, nhất là khi trên người chúng mang đủ màu sắc, chắc chắn là loại dị trùng mang kịch độc. Phong Âm Dương đứng cạnh cảm thán, cũng chỉ có lão độc dược như ngươi mới không sợ thứ ong độc như vậy. Lúc này, lão cũng hiểu rõ Nguyên Thần Huyễn muốn khống chế ong độc để tìm người, Phong Âm Dương biết vậy thì hai mắt sáng lên, phương pháp này rất khả thi. Chớp mắt, tất cả ong độc đã tụ lại trên tay Nguyên Thần Huyễn, hình thành một quả cầu lớn chừng nửa mét. Nguyên Thần Huyễn không thèm để ý, tay còn lại đánh ra một đạp pháp quyết, ánh sáng chợt lóe, giữa hai ngón tay lão xuất hiện một con ong độc lớn gấp 3 lần những con còn lại, toàn thân đỏ như máu. Phong Âm Dương biết đây chính là ong vương. Phong Âm Dương nhìn thấy Nguyên Thần Huyễn bắt đầu lẩm bẩm gì đó với ong vương, đàn ong hình tròn khẽ run lên. Ầm một tiếng, vô số ong mật bay tản ra, xông về khắp phía. Nhưng ong vương đang bị kẹp trên đầu ngón tay của Nguyên Thần Huyễn lại không hề di chuyển, lão ngồi xếp bằng xuống nói với Phong Âm Dương, đợi đi, đàn ong độc đã bay đi, chắc chắn sẽ có kết quả. Phong Âm Dương gật đầu, tỏ ý đã biết. Hai lão già này cũng không tìm kiếm mù quáng,
Bọn họ đứng tại chỗ đợi ong độc đi tìm, nếu tìm được thì nguyên thần huyễn có thể dùng bí pháp liên hệ, thậm chí có thể thông qua ong vương để nhìn thấy tất cả. Chấm chấm chấm. Lúc này, Dương Bách Xuyên và Thạch Thanh vẫn chưa biết, nguyên thần huyễn đã sử dụng một ổ ong độc để tìm bọn họ, hắn không ngừng hỏi Thạch Thanh có cảm ứng được gì không. Thạch Thanh, sao rồi? Chủ nhân, đã không cảm ứng được bọn họ nữa rồi, có lẽ hai lão già này đã cách xa chúng ta 30 dặm. Thạch Thanh đáp. Dương Bách Xuyên gật đầu, vậy là tốt, chúng ta nhanh chóng lên đường thôi. Sau 4 giờ đồng hồ, cuối cùng Thạch Thanh cũng đưa Dương Bách Xuyên tới đích đến. Đợi hai người dừng lại, Dương Bách Xuyên nhìn thấy thành trì được ẩn trong thung lũng to lớn thì không khỏi rung động. Hắn và Thạch Thanh đứng ở hẻm núi cao, rộng chừng mấy trăm trượng, trước cửa thung lũng là một tường thành mấy chục trượng, có điều đã bị đổ nát, nhưng đứng từ xa vẫn có thể cảm nhận được khí tức đầy cổ xưa. Vù vù. Bất chợt, bên tai Dương Bách Xuyên vang lên tiếng vo ve, vừa quay đầu đã nhìn thấy bảy ong độc, mỗi con to như ngón tay cái có màu vàng đỏ đan xen đang vo ve xoay quanh mình. Nguyên thần huyễn và phong âm dương đang đứng yên không nhúc nhích. Nguyên thần huyễn đột nhiên mở mắt nói, tìm thấy rồi. Ở đâu? Phong âm dương ngạc nhiên hỏi. Hắn ta đã tiến vào một di tích thành cổ, nguyên thần huyễn nói. Phong âm dương nghe thấy nguyên thần huyễn nói vậy thì hỏi, hắn. Lẽ nào chỉ có một người? Nguyên thần huyễn âm trầm, ta quan sát qua ong độc, chỉ có tên tiểu tử Dương Bách Xuyên kia, còn có một khối kỳ thạch, không phát hiện ra Lục Yên Chi, cũng không có bất cứ cao thủ nào cả. Hiện tại xem ra, 8-9 phần là tiểu tử kia dở trò, trên người hắn có thứ bảo bối động thiên, giấu Lục Yên Chi đi, hoặc là tất cả chúng ta đã đoán sai, cái chết của Khúc Minh Nguyệt và hai tên đồ đệ của ta chính xác là do Dương Bách Xuyên hoặc Lục Yên Chi gây ra. Dứt lời, nguyên thần huyễn trầm ngâm, phong lão quỷ, ngươi nói xem, có phải là Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi đã biết được kế hoạch của hai chúng ta rồi không? Sao có thể như vậy được? Lúc chúng ta nói chuyện trên phi hành thuyền đã hạ cấm chế, ai có đủ khả năng nghe hai địa tiên tam chuyển nói chuyện, hoặc là phá bỏ cấm chế do chúng ta bày ra mà lại không bị phát giác. Hơn nữa, chúng ta cũng không hề nói ra mục đích chính cho đồ đệ, ta chỉ nói với nghiêm chừng nghiêm phạt là giết chết Dương Bách Xuyên, tìm một cuốn tên là Thần Ma Y Điển, trên người hắn mà thôi, cũng không hề nói thêm gì khác, chắc là ngươi cũng dặn dò với Khúc Minh Nguyệt như vậy đúng không? Phong âm dương hỏi. Nguyên thần huyễn nhíu mày gật đầu, lão ta đương nhiên biết Phong âm dương nói đúng, nhưng trừ lần đó ra thì lão cũng không nghĩ ra được gì khác, chỉ một tên tiểu tử như Dương Bách Xuyên lại có bản lĩnh như vậy sao? Giết được Khúc Minh Nguyệt và huynh đệ nghiêm gia. Cho dù có thêm cả Lục Yên Chi thì cũng không làm được. Huống chi, nguyên thần huyễn không tin Lục Yên Chi lại hợp tác với Dương Bách Xuyên, hoặc nói đúng hơn là hắn không nghĩ tới Lục Yên Chi lại biết được chân tướng. Cuối cùng cũng chỉ có thể tính hết lên người Dương Bách Xuyên, lão ta cho rằng Dương Bách Xuyên đã bắt Lục Yên Chi. Nhưng ngoài nguyên nhân này ra thì bên cạnh Dương Bách Xuyên lại không có ai khác, nguyên thần huyễn nghĩ không ra, vì sao Khúc Minh Nguyệt và huynh đệ nghiêm gia lại chết. Sao Dương Bách Xuyên lại bắt được Lục Yên Chi? Lục Yên Chi là đồ đệ được lão ta nhận nuôi từ nhỏ, cũng là người có thiên phú tu luyện nhất, trong tất cả các đồ đệ thì lão ta thương yêu nàng hất. Đương nhiên lão ta yêu thương Lục Yên Chi như vậy là bởi vì xem nàng như một cây thuốc của mình, chứ không phải với một đồ nhi, những điều này chỉ cần hắn không nói thì Lục Yên Chi vĩnh viễn sẽ không biết được, thế nên nguyên thần huyễn chức chắc Lục Yên Chi sẽ không phản bội lại lão ta mà thông đồng với Dương Bách Xuyên. Sau khi nói chuyện này với Phong Âm Dương cũng nghi ngờ, nghĩ một lúc lâu rồi mới lên tiếng, lão độc, người từng nói Dương Bách Xuyên có quan hệ với thần điện Trường Sinh. Người nghĩ xem liệu người của Điện Trường Sinh có đang âm thầm bảo vệ hắn không? Nguyên thần huyễn gật đầu, hiện tại cũng chỉ có lý do này. Dứt lời, nguyên thần huyễn ngừng một lúc, ngay sau đó, vẻ mặt của lão ta dữ tợn, mặc kệ là bên cạnh Dương Bách Xuyên hay có ai đang âm thầm bảo vệ cho hắn, ở trong Thái Hoang Tinh Hải, nếu như hắn đã dám mơ tưởng tới Lục Yên Chi, lão phu nhất định sẽ khiến hắn hối hận vì đã đến thế giới này. Phong lão quái, việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải lập tức qua đó, tới nơi rồi mọi thứ sẽ rõ. Phong âm dương cũng đồng ý với nguyên thần huyễn, lão ta gật đầu, đi, lão phu cũng nhất định phải đoạt được. Hai người bọn họ lập tức đi về hướng di tích thành cổ. Chấm chấm chấm. Lúc này,
Dương Bách Xuyên và Thạch Thành cũng đi về hướng thung lũng, nhìn thì gần nhưng thực tế vẫn còn tới mấy dặm mới đến nơi. Lối vào thung lũng là cổng thành, đồng thời cũng là một bức tường thành rất dài đã bị phá hủy, cách đó mấy trăm mét có một con sông bảo vệ thành. Thạch Thành nói, chủ nhân, mặc dù tòa thành cổ này đã bị hủy diệt, nhưng sông hộ thành vẫn còn, con sông kia không dễ vượt qua, dưới sông có một loại cá biết bay, lúc chúng ta qua sông thì nhất định sẽ kinh động tới bọn chúng. Cá chuồn rất nhỏ nhưng cũng rất khó chơi, chúng có hàm răng rất sắc bén, lực cắn có thể phá vỡ cả đá, hơn nữa còn cắn nuốt chân khí, chúng ta phải phòng ngự, nếu không sẽ chịu thiệt. Dương Bách Xuyên gật đầu, tỏ vẻ đã biết, ở Thái Hoang xuất hiện sinh linh kỳ quái cũng không có gì lạ, cẩn thận một chút thì vẫn hơn. Sau khi tới bên bờ sông, Dương Bách Xuyên nhìn con sông rộng chừng 30 mét, trông có vẻ không sâu lắm. Hắn quay sang hỏi Thạch Thanh, làm thế nào để an toàn qua sông? Thạch Thanh đáp, dùng tốc độ nhanh nhất để đạp nước qua, chỉ cần qua sông lên được bờ thì cá chuồn sẽ không tấn công. Bay qua thì sao? Dương Bách Xuyên hỏi. Chỉ cần có vật gì đó đi qua sông thì cá chuồn ở dưới sẽ lao ra, trừ khi bay cao hơn 9 mét thì mới không tấn công, nhưng bay ngang 9 mét thì lại có thiên lôi, thế nên đạp nước qua sẽ an toàn hơn. Khi gần mặt nước thì lực tác động của cá chuồn bay ra khỏi mặt nước sẽ rất nhỏ, hơn nữa phi hành cũng không thể vượt qua 9 mét, nhưng khi đó sức mạnh mà cá chuồn bay lên sẽ mang lại lực tác động rất lớn, thế nên chúng ta đạp nước qua sẽ an toàn hơn. Thạch Thanh phân tích kinh nghiệm của bản thân. Được thôi, vậy thì đạp nước qua vậy, dù sao thì khoảng cách cũng không xa, 30 mét mà thôi, chớp mắt là đã qua rồi. Dứt lời, hắn đưa tay cầm lấy Thạch Thanh rồi nhảy vọt xuống mặt nước. Chủ nhân, phải cẩn thận, Thạch Thanh còn chưa nói xong thì Dương Bách Xuyên đã ở trên mặt nước. Ầm. Một tiếng ầm lớn vang lên, bọt nước bắn tung tóe trên mặt sông. Siêu 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 siêu. Tiếng kêu đột nhiên vang trên mặt nước. Thạch Thanh kéo dài giọng, cẩn thận, có rất nhiều cá chuồn tấn công rất hung dữ. Ra đầu Dương Bách Xuyên như tê dại, hắn vừa bước xuống mặt nước thì bên dưới đã nổ tung. Không biết có mấy vạn hay 10 vạn con cá chuồn đốm đen trắng, trên lưng còn có cánh, khoảnh khắc này hắn giống như bị hàng vạn mũi tên bắn cùng một lúc. Lời Thạch Thanh nói bên tai hắn cũng chưa nghe xong, trong lòng cười khổ, thầm mắng Thạch Thanh nói không rõ ràng, nếu sớm nói có cả bầy cá chuồn tấn công cùng lúc thế này thì hắn cũng không gấp gáp mà sẽ làm tốt công tác chuẩn bị rồi mới qua. Bây giờ có mắng Thạch Thanh thì cũng không giải quyết được việc gì, bởi vì hắn đã bị bao vây rồi. Nhìn thấy cá chuồn giang cánh bay ra khỏi mặt nước, chúng há miệng phát ra tiếng kêu ầm ĩ đang lao về phía mình, nhìn những hàm răng sắc nhọn khiến hắn không nhịn được mà dùng mình, trong đầu lập tức nghĩ tới hình ảnh cá ăn thịt người, có điều đây là phiên bản tu chân, có thêm đôi cánh. Một đàn cá tụ tập dưới mặt nước, khắp nơi đều là cá chuồn, Dương Bách Xuyên dùng mình, nếu như bị kéo xuống nước thì hắn sẽ bị bọn chúng ăn thịt, ngay cả xương cốt cũng không còn. Bịch bịch bịch. Trong nháy mắt, vô số cá chuồn lao tới, tất cả đều há miệng chỉ chờ cắn. Dương Bách Xuyên vô cùng hoảng sợ, nhìn đàn cá chuồn đang tấn công tới, hắn lập tức sử dụng thân thể cảnh giới sinh tử, chân khí cũng phòng ngự toàn thân. Nhưng hắn vẫn bị vô số cá chuồn cắn đau. Quan trọng nhất là, sau khi đàn cá chuồn này há miệng thì tất cả sẽ cắn lên cơ thể. Quần áo bị xé rách tả tơi, cắn vào tới tận da thịt, may mà hắn còn có cơ thể sinh tử. Nếu không thì chắc bây giờ chỉ còn lại bộ xương trắng. Hắn phòng ngự thành công nhưng không tránh khỏi bị cắn trúng, đau như bị kim đâm, Dương Bách Xuyên không khỏi kêu lên một tiếng. A! À, không đến mức chết người nhưng rất khó chịu. Đáng sợ hơn là, Dương Bách Xuyên cảm nhận được cơ thể mình bắt đầu chìm xuống, giống như quỷ nước đang lôi hắn không chìm thì sẽ không xong. Trong lòng Dương Bách Xuyên, lũ cá chuồn này còn đáng sợ hơn cả quỷ nước, bị quỷ nước lôi xuống nước, cùng lắm là chết đuối, nhưng bị bọn cá chuồn này lôi xuống đáy nước thì nhất định sẽ bị chúng ăn sạch. Cá chuồn không mạnh nhưng sợ ở chỗ chúng quá đông, quá nhiều. Trong lúc phản công, Dương Bách Xuyên sử dụng hai mệnh tinh thái Dương Thái Âm trong lưỡng nghi tử phủ, lúc này hắn dùng hết sức lực, trước tiên phải vùng ra khỏi đàn cá chuồn này mới được. Chuông Đông Hoàng và cánh cửa U Đô lập tức phát ra ánh sáng, một vàng một đen, hai loại phù văn lóe lên, sau lưng Dương Bách Xuyên xuất hiện cánh cửa U Đô đen như mực, hư ảnh Chuông Đông Hoàng trên người hắn đang cũng xoay tròn. Dương Bách Xuyên,
cuối cùng cũng tìm được tiểu tử nhà ngươi. Nguyên thần huyễn và phong âm Dương bay vào tới, từ xa, bọn họ đã nhìn thấy Dương Bách Xuyên đang bị vây kẹt cứng trên mặt sông, nguyên thần huyễn lập tức vui vẻ hô lên một tiếng, lần này Dương Bách Xuyên chạy không thoát rồi. Hai lão già này đuổi tới đây theo sự chỉ dẫn của đàn ong độc, cuối cùng cũng tìm được Dương Bách Xuyên, đắn đo mãi, bọn họ cho rằng cái chết của Khúc Minh Nguyệt và huynh đệ Nghiêm gia, cộng thêm sự biến mất của Lục Yên Chi, tất cả đều là do tên tiểu tử Dương Bách Xuyên này làm, bây giờ thấy hắn bị vây thì bọn họ lập tức xông tới. Dương Bách Xuyên nghe được âm thanh của Nguyên Thần Huyễn, thấy hai lão già đang chạy như bay lại đây, trong lòng căng thẳng. Lúc này cũng mặc kệ chuông Đông Hoàng và cánh cửa U Đô có phải là thần hay có tác dụng hay không không quan trọng, dưới sự khẩn trương đã thúc giục theo bản năng. Nhưng đúng lúc này, sau khi Dương Bách Xuyên thúc giục chuông Đông Hoàng và cánh cửa U Đô, kỳ tích đã xảy ra. Phù văn của hai cái đó hiện lên xoay tròn quanh người Dương Bách Xuyên. Hoặc nói cách khác chuông Đông Hoàng đang xoay trong, còn cánh cửa U Đô đang chuyển động chậm rãi. Giây tiếp theo tất cả cá chuồn trên người Dương Bách Xuyên đều bị cánh cửa U Đô hấp thu vào trong, cũng không biết đi đâu, dù sao đều đi vào cánh cửa U Đô. Ngay lập tức cả người Dương Bách Xuyên thả lỏng, nắm chặt tay, đạp lên mặt nước. Có phù văn của chuông Đông Hoàng và cánh cửa U Đô xoay trong xung quanh nên vô số cá chuồn dưới đáy nước không đến gần hắn được, chỉ trong chớp mắt đã đi đến bờ bên kia. Đám cá chuồn tan đi, Thạch Thanh nói rất đúng. Cá chuồn sẽ không rời khỏi sông được. Cuối cùng cũng thoát vây. Nhưng nguy hiểm vẫn chưa được giải trừ, ngược lại càng thêm phiền phức, bởi vì hai lão quỷ Nguyên Thần Huyễn và Phong Âm Dương mới là nguy hiểm nhất. Lúc này Dương Bách Xuyên không sốt ruột chạy, hắn muốn nhìn xem hai lão già kia có thủ đoạn gì để đối phó với đám cá chuồn bảo vệ con sông. Hắn vừa mới ra khỏi sông nên rất rõ mặc dù đám cá chuồn kia không có sức mạnh cường hãn nhưng thắng ở quần thể nhiều, cực kỳ khó chơi. Dương Bách Xuyên chuẩn bị đứng lại nhìn xem Nguyên Thần Huyễn và Phong Âm Dương sẽ qua sông kiểu gì. Có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đến tận bây giờ hắn vẫn chưa biết gì về thủ đoạn của hai lão già kia, lúc này cũng coi như là một cơ hội. Mặc dù nhìn như có chút mạo hiểm, nhưng Dương Bách Xuyên cho rằng đáng giá. Bởi vì cục diện giữa hắn và hai lão già này là không chết không ngừng, hai bên chỉ có một kết quả, sống hoặc chết. Hoặc là hắn chết, hoặc là hắn giải quyết hai lão già kia. Không có khả năng thứ ba. Cho nên Dương Bách Xuyên phải bắt được tất cả cơ hội, chỉ cần có thể làm hại đến hai lão già, hoặc nói cách khác có lợi cho việc hắn giết chết bọn họ, hắn đều phải nắm chắc. Chỉ cần có thể thuận lợi xử lý hai lão già này. Mặc dù ở lại có chút mạo hiểm nhưng Dương Bách Xuyên cho rằng đáng giá. Ở bên kia sông, Nguyên Thần Huyễn và Phong Âm Dương cũng không vội vã đi qua, bởi vì bọn họ thấy được Dương Bách Xuyên đứng bên bờ đối diện nhìn chằm chằm vào bọn họ. Lúc này Nguyên Thần Huyễn và Dương Bách Xuyên đối diện nhau, nhìn thấy ánh mắt cực kỳ bình tĩnh của Dương Bách Xuyên, trong lòng Nguyên Thần Huyễn có dự cảm có lẽ suy đoán của lão ta là đúng, cái chết của đại đồ đệ Khúc Minh Nguyệt và hai huynh đệ Nghiêm Phạt Nghiêm Trị. Bao gồm cả sự biến mất của Lục Yên Chi đều do Dương Bách Xuyên. Nghĩ đến đây Nguyên Thần Huyễn nhìn lại lần nữa, đồng tử co rụt lại, lão ta thấy được Dương Bách Xuyên đã là hợp thể cảnh đại viên mãn. Khoảng cách rời phi thuyền mới có 10 năm, chỉ trong 10 năm ngắn ngủi tiểu tử này đã tăng từ hợp thể sơ kỳ lên đến hợp thể đại viên mãn. Tốc độ tu luyện khủng bố gì đâu. Quái thai. Hoặc biến thái. Đối với cấp bậc tu luyện của người tu chân, càng về sau càng khó thăng cấp. Nguyên Thần Huyễn biết trong số tu sĩ tu chân, hợp thể cảnh cũng được coi như thượng cấp, trình độ tăng tu vi này đừng nói 10 năm tăng 3 tiểu cảnh giới, cho dù một tiểu cảnh giới cũng có thể được xưng là thiên tài. Nhưng Dương Bách Xuyên lại đột phá tu luyện từ hợp thể sơ kỳ lên trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn. Nguyên Thần Huyễn chưa bao giờ thấy tốc độ tu luyện như vậy, lão ta chính là địa tiên tam chuyển. Không phải chưa nhìn thấy thiên tài, nhưng đối với tốc độ tu luyện quái vật này của Dương Bách Xuyên, tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ trong 10 năm ngắn ngủi tăng lên 3 tiểu cảnh giới, trong mắt của Nguyên Thần Huyễn, thực sự là thần thoại. Hiện tại lão ta có thể khẳng định 100% cái chết của Khúc Minh Nguyệt và huynh đệ Nghiêm gia, bao gồm sự biến mất của Lục Yên Chi đều do Dương Bách Xuyên làm. Một quái thai có tốc độ tu luyện thần tốc như vậy chắc chắn sẽ có chỗ độc đáo, tu sĩ tầm thường không thể có được năng lực này.
không phải không có khả năng dùng tu vi hợp thể cảnh đánh vượt cấp chém giết tu sĩ độ kiếp kỳ. Nghĩ lại biểu hiện của Dương Bách Xuyên lúc ở phi thuyền, bày ra thần thông tương tự với thánh địa trường sinh điện, lại am hiểu y đạo, đủ loại dấu hiệu cho thấy Dương Bách Xuyên không giống người thường, hắn chắc chắn là người khởi xướng. Lúc này Phong M Dương cũng nhìn lại, trong mắt tràn ngập khiếp sợ, hai lão già liếc nhau, từng người đều thấy được suy nghĩ tương đồng từ trong mắt đối phương. Phong M Dương không nhịn được lẩm bẩm, năm đó lão phu phải tu luyện gần 380 năm mới có thể đột phá hợp thể cảnh sơ kỳ lên đại viên mãn, tiểu tử này còn là người không? Lão phu bị người gọi là thiên tài, mất hơn 160 năm đột phá hợp thể sơ kỳ lên đại viên mãn, tiểu tử này rất cổ quái. Có phải người hay không cũng khó nói, Nguyên Thần Huyễn cảm thán, nhưng ngay sau đó trầm giọng nói, không quan tâm tiểu tử kia có phải người hay không, nếu hắn không nói cho lão phu tung tích của Lục Yên Chi, lão phu cũng sẽ làm hắn chết non. Sau khi nói xong, Nguyên Thần Huyễn nhìn Dương Bách Xuyên bên bờ bên kia, nói, Dương Bách Xuyên, chính ngươi đã giết Khúc Minh Nguyệt và huynh đệ Nghiêm Trị Nghiêm phạt đúng không? Dương Bách Xuyên cũng đang đánh giá bọn họ, nhìn thấy sắc mặt hai người khó coi. Trong lòng nghĩ đến gì đó, lại nghe thấy Nguyên Thần Huyễn hỏi chuyện, nhếch môi cười, ha ha, là ta giết chết đó. Dương Bách Xuyên thành thật thừa nhận, bởi vì đây là cục diện không chết không ngừng, cũng không có gì để giấu giếm. Hắn biết hai lão già kia muốn mạng của mình, cho dù giấu giếm không thừa nhận, bọn họ cũng ra tay với hắn, so với việc bị vậy, còn không bằng thừa nhận tại chỗ. Nguyên Thần Huyễn và Phong Âm Dương nghe thấy Dương Bách Xuyên trả lời không chút che giấu. Sắc mặt càng đen. Tương đương đồ đệ Lục Yên Chi của ta cũng bị ngươi giấu đi đúng không? Hoặc nói cách khác trong tay ngươi trói định với pháp bảo động thiên nào đó. Sắc mặt của Nguyên Thần Huyễn thay đổi, nói xong nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên ngẩn người nghĩ thầm, lão già này rất khôn, vậy mà lại đoán được Lục Yên Chi biến mất vì trên người ta có pháp bảo động thiên. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Dương Bách Xuyên lại nhếch miệng cười, dùng giọng điệu cực kỳ thiếu đánh. Nói, ha ha, đoán xem. Nguyên Thần Huyễn chán nản, nhìn Dương Bách Xuyên nói, lão phu cho người một cơ hội, ngoan ngoãn giao Lục Yên Chi ra đây, tất cả đều dễ nói, nếu không lão phu sẽ làm người hối hận khi đi vào thế giới này. Uy hiếp trắng trợn, nếu đổi thành người khác có lẽ sẽ có chút tác dụng, nhưng Dương Bách Xuyên không bao giờ bị dọa sợ. Lạnh lùng cười nói, giọng điệu thật lớn, lão già Nguyên Thần Huyễn. Con mẹ nó đừng cho rằng chúng ta không biết âm mưu của ngươi và Phong Âm Dương, Lục Yên Chi đã biết chuyện ngươi muốn đem nàng đi luyện dược để giúp ngươi độ kiếp tán tiên thứ tư. Dừng một chút, Dương Bách Xuyên tiếp tục nói, còn có lão già Phong Âm Dương chó chết, vậy mà lại dám tơ tưởng đến thần ma y điển của ta, đậu má. Ngươi chỉ là con chó trông cửa cho Hiên Viên gia tộc mà thôi, à, đúng rồi, còn là một con chó giả háo sắc, ngươi cũng xưng tu y đạo. Tu đạo phải có y đức. Lão chết tiệt nhà ngươi có ý đức sao? Năm đó Hiên Viên gia tộc nên trực tiếp khiến ngươi hồn phi phách tán, chỉ phá hủy thân thể ngươi, làm cái hồn chó của ngươi chạy ra, đoạt xá người khác, lắc mình biến hóa thành hình người dạ chó như này, còn vọng tưởng tu y đạo, sánh ngang với Hiên Viên gia. Con mẹ nó, đái gia chiếu xem bộ dáng mặt chó của mình đi, xứng sao? Hai lão chó chết không nhân tính, một tên thì tính kế đổ đệ không từ thủ đoạn, một tên dám tính kế ta. Làm xiếc chó. Hai lão già chết tiệt chờ đấy, chờ ta bắt được các người, nhất định sẽ lột da chó của các ngươi làm giày, đậu má. Từ lúc ở trên phi thuyền biết được âm mưu của hai người bọn họ, sau đó đi vào Thái Hoang cho đến hiện tại, nói thật, trong lòng Dương Bách Xuyên đều bị hai lão già này làm cho áp lực, giống như hai ngọn núi lớn đè trong lòng, không biết khi nào sẽ sập xuống đè chết hắn, thật sự đủ kinh hồn táng đảm. Lần này thì tốt rồi. Nếu đã trồi lên chỗ sáng, cũng chọc thủng âm mưu không biết liêm sỉ của bọn họ, Dương Bách Xuyên cũng nhân cơ hội chửi một trận cho đã. Mặc kệ có đánh được hay không, trước tiên cứ xóa bỏ một ít áp lực trong lòng đã. Dù sao cũng là địch, không cần thiết cất giấu, Dương Bách Xuyên chưa bao giờ nương tay với kẻ địch, cũng chưa bao giờ là kẻ yếu ớt. Sau khi chửi xong trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, nhìn sắc mặt hai lão già đen thành đáy nồi. Dương Bách Xuyên cười to thành tiếng. Chó con vô sỉ, tìm chết. Phong Âm Dương giận tím mặt, sát ý dâng lên, đầu tóc bạc tung bay, trực tiếp vọt vào trong sông. Nguyên Thần Huyễn theo sát phía sau, lão ta không lên tiếng mắng Dương Bách Xuyên, nhưng khuôn mặt già đang co giật,
bị Dương Bách Xuyên chọc tức không nhẹ, không phải không muốn chửi mà là bị chọc tức không chửi thành lời được. Nhưng cho dù chửi lại thì làm được gì? Nói về mồm mép, hai lão già thêm lên cũng không phải đối thủ của Dương Bách Xuyên. Ầm ầm ầm. Nước sông lại nổ tung chảo, vô số cá chuồn nhảy ra khỏi mặt nước, lao về phía hai lão già. Phong Âm Dương tung một chưởng về mặt nước dưới chân. Ầm đùng, nước bắn lên cao mấy trượng, một lượng lớn cá chuồn chết. Toàn bộ mặt sông tràn ngập máu tươi. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Phong Âm Dương thay đổi. Phụt phụt phụt. Càng nhiều cá chuồn vọt ra khỏi mặt nước điên cuồng tấn công lão ta. Mặc dù tu vi của Phong Âm Dương thâm sâu, dùng chân khí phòng ngự nhưng cũng bị vô số cá chuồn dính vào người. Dương Bách Xuyên đứng bên bờ bên kia mỉm cười lạnh lùng, hắn cũng ăn đau khổ khi đối mặt với đám cá chuồn kia, chân khí phòng ngự cũng không có tác dụng, bọn nó trực tiếp cắn xé chân khí, lần này Phong Âm Dương phải ăn đau chút rồi. Quả nhiên chỉ thấy Phong Âm Dương nhe răng nhếch miệng, trở tay muốn chụp đánh. Nhưng lại nghe thấy Nguyên Thần Huyễn nói, Phong lão quái, đừng đánh, người đánh chết càng nhiều, mùi máu tươi càng nặng, sẽ hấp dẫn đến càng nhiều cá chuồn, chúng ta sẽ bị đám cá chuồn vô tận này kéo chết, để ta ra tay. Nói xong, Nguyên Thần Huyễn nhảy lên cao, giữa hai tay tràn ra khí đen, chụp đánh xuống mặt nước. Ầm. Một tiếng nổ nặng nề vang lên. Khí đen trong tay Nguyên Thần Huyễn lập tức khuếch tán. Ngay sau đó một lượng lớn cá chuồn mất mạng, ngửa bụng trôi nổi trên mặt nước. Hai mắt Dương Bách Xuyên co rút, hắn không ngờ chiêu thức của lão già Nguyên Thần Huyễn này lại có tác dụng như vậy, trong lòng thầm nghĩ, rút. Còn không chạy hai lão già kia lên bờ đuổi theo sẽ gặp rắc rối. Bước nhanh vào trong cửa thành ở hẻm núi. Sau khi Dương Bách Xuyên trốn đi được 3 phút thì Nguyên Thần Huyễn và Phong M. Dương cũng lên đến bờ sông. Lúc đưa mắt tìm Dương Bách Xuyên thì hắn đã biến mất vào trong thành cổ rách nát. Đuổi, Phong Âm Dương tràn ngập sát khí, dẫn đầu đuổi theo, lão ta bị Dương Bách Xuyên chọc trúng chỗ đau, muốn bắt được Dương Bách Xuyên băm xác thành ngàn mảnh còn hơn cả Nguyên Thần Huyễn. Hồn phách của lão ta là chó của Phong Vân Thần, thân thể đoạt xá thành người tu đạo. Mấy ngàn năm nay đều tự cho mình là người, cực kỳ chán ghét người khác mắng lão ta là chó, hôm nay Dương Bách Xuyên không những mắng còn chửi lão ta là chó già. Điều này làm cho Phong Âm Dương tức đến mức đạo tâm rối loạn, hiện tại lão ta chỉ muốn bắt được Dương Bách Xuyên, nghiền xương thành tro. So với Phong Âm Dương, Nguyên Thần Huyễn bình tĩnh hơn một chút, từ trong lời nói của Dương Bách Xuyên, lão ta biết được Lục Yên Chi đã biết được âm mưu của lão ta dành cho nàng ta. Điều này khiến Nguyên Thần Huyễn cực kỳ lo lắng. Hiện tại việc tại sao Lục Yên Chi và Dương Bách Xuyên lại biết được âm mưu của lão ta và Phong Âm Dương đã không quan trọng. Chuyện quan trọng nhất lúc này là bắt được Dương Bách Xuyên, bắt hắn giao ra Lục Yên Chi. Có thể nói Lục Yên Chi chính là mạng sống do lão ta bồi dưỡng nhiều năm, là mạng sống giúp lão ta độ thiên kiếp lần 4. Dương Bách Xuyên không gọi Lục Yên Chi ra không khác gì muốn mạng của lão ta. Trước lúc bắt được Lục Yên Chi, Nguyên Thần Huyễn muốn xử lý mạng nhỏ của Dương Bách Xuyên trước. Hai địa tiên bị pháp tắc Thái Hoàng áp chế xuống độ kiếp đại viên mãn như phát điên vọt vào cửa thành của di tích thành cổ, thể muốn bắt lấy Dương Bách Xuyên. Trong thành cổ ở hẻm núi, Dương Bách Xuyên càng đi vào bên trong thì càng rộng lớn, Thạch Thanh đi trước dẫn đường, dẫn Dương Bách Xuyên đi vào sâu bên trong, kéo khoảng cách với hai lão giả phía sau. Từ lúc bắt đầu đi vào di tích thành cổ, đập vào mắt Dương Bách Xuyên là cảnh tượng phế tích, Thanh Thanh dẫn theo hắn đi sâu vào trong hẻm núi. Di tích thành cổ được xây dựng bên trong cốc, muốn đi tiếp chỉ có thể tiến về phía trước. Sau khi đi khoảng 30 dặm, trong tầm mắt đột nhiên sáng ngời. Giống như đi vào trong một hẻm núi lớn hơn, dù sao hắn mơ hồ nhìn thấy dãy núi vần quanh nơi này từ rất xa. Vào sâu trong chỗ này càng có nhiều kiến trúc, nhưng đều là phế tích rách nát. Cho dù có kiến trúc hoàn hảo cũng bị hư hỏng. Hơn nữa ở trong mắt Dương Bách Xuyên, kiến trúc nơi này được xây dựng từ một loại đá xanh khổng lồ, phòng ốc lớn hơn cung điện của nhân loại rất nhiều, từ hình dáng của một vài kiến trúc đá xanh tương đối còn tốt, có lẽ lúc còn hoàn hảo chúng có thể cao 12 đến 13 trượng. Nhìn qua không giống như thành trì cho nhân loại cư trú, ngược lại giống như nơi cư trú của người khổng lồ. Đi theo Thạch Thanh, càng vào sâu, quần thể kiến trúc càng nhiều, độ hư hỏng cũng nhỏ hơn đoạn đường mới vào thành. Lúc mới vào thành,
tất cả kiến trúc đã sụp xuống, nhưng sau khi đi sâu hơn 30 dặm, mặc dù cung điện kiến trúc ở đây vẫn bị hư hỏng nặng, nhưng phần lớn không bị sụp đổ. Liếc mắt một cái, một đống kiến trúc kéo dài không thấy cuối. Dương Bách Xuyên biết nếu chui vào nơi này, không có linh thạch quan sát, hơn nữa theo lời của Thạch Thanh, với hoàn cảnh đặc thù của di tích thành cổ này, Nguyên Thần Huyễn và Phong M Dương khó có thể tìm được hắn. Sau khi đi sâu hơn 30 dặm, Dương Bách Xuyên phát hiện bốn phía xuất hiện sương mù bay lên, nhìn qua giống như cả thành cổ đang cháy lên, càng đi vào bên trong, loại sương mù này càng nồng đậm. Xem ra ngọn nguồn của đám sương mù này truyền đến từ nơi rất xa, Dương Bách Xuyên không biết trong đám sương mù này có còn cất giấu thêm tòa thành cổ nào không nữa. Nhưng hắn biết sự tồn tại của đám sương mù này chính là tấm chắn tốt nhất dành cho hắn. Không thể dùng linh thức, hiện tại tầm mắt cũng bị sương mù hao tổn, Nguyên Thần Huyễn và Phong Âm Dương đừng nghĩ dễ dàng tìm được hắn. Trong lòng Dương Bách Xuyên nảy lên một suy nghĩ, nếu có khả năng hắn muốn mượn hoàn cảnh địa lý nơi này đánh lén hai lão già một lần. Ở nơi này, hắn chiếm ưu thế tuyệt đối. Ưu thế đầu tiên, linh thức của hắn có thể sử dụng thông qua không gian hắc liên, mặc dù chỉ có thể thả ra khoảng cách 100 mét, nhưng trong hoàn cảnh chiến đấu ác liệt, linh thức 100 mét có thể có hiệu quả nghịch chuyển. Thứ hai, ở trong sương mù hắn vẫn có thể sử dụng càn khôn nhãn. Thần thông này chính là thần thông tốt nhất Hồ Càn Khôn ban cho hắn. Quan trọng nhất sự tồn tại của đá tinh Thạch Thanh. Bản thân Thạch Thanh chính là thổ sinh linh của Thái Hoang. Về phương diện khác, ngàn năm trước Thạch Thanh đã từng đi vào di tích thành cổ này, mặc dù không vào sâu trong nội thành, nhưng nó nắm giữ rất rõ tất cả cục đá trong vòng 100 dặm ngoại thành, đây là ưu thế lớn nhất. Kết hợp nhiều nhân tố lại, Dương Bách Xuyên cảm thấy ở trong di tích thành cổ, hắn có thể đánh lén được hai lão già Nguyên Thần Huyễn và Phong Âm Dương. Tất nhiên trước đó phải đi tìm hiểu trước với Thạch Thanh, không làm thì thôi, đã làm phải thành công, tránh việc làm bản thân bị thương. Phía sau vẫn chưa phát hiện hai lão già Nguyên Thần Huyễn và Phong M Dương đuổi theo, Dương Bách Xuyên thả chậm tốc độ, dù sao nơi này đều là phế tích, còn được sương mù che chắn, hắn sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Thạch đầu, trong thành cổ này, ngoài trừ sương mù còn có sự ảnh hưởng đặc biệt nào không? Dương Bách Xuyên nhìn cục đá trôi nổi phía trước, hỏi. Thạch Thanh suy nghĩ, nói, ngoại trừ sương mù thì có yêu thú Thái Hoang cất giấu trong phế tích thành cổ, còn lại ta vẫn chưa phát hiện những thứ khác. Nguy hiểm chân chính đều nằm trong nội thành, chúng ta vẫn nên rời xa nội thành một chút, đi vào sẽ thật sự mất mạng. Ngươi cũng thấy rồi, sinh linh trong Thái Hoang đều cực kỳ quỷ dị, có khi một con sâu nho nhỏ cũng có thể muốn mạng. Ví dụ như đám cá chuồn bảo vệ thành, nhìn qua không có gì, cũng không cảm giác được hơi thở kỳ quái, nhưng lại có thể cắn nuốt người tu chân cao cấp, người tu chân không có thủ đoạn sẽ không qua được sông. Đặc biệt trong di tích thành cổ, có rất nhiều sinh linh chúng ta khó có thể tưởng tượng, người đừng thấy lúc này không nhìn đến, không chừng còn đang thầm nhìn trộm chúng ta, nhưng cũng không cần quá lo lắng, Thái Hoàng có quy tắc của Thái Hoàng, chỉ cần không trêu chọc đến sinh linh cường đại, chúng sẽ không tấn công chúng ta. Cẩn thận một chút cũng không sao, cùng lắm chúng ta chơi trốn tìm là được, làm hai lão già kia không tìm được chúng ta, hoặc dẫn bọn họ vào nội thành, bên trong nội thành có rất nhiều sự sống cường đại, đi vào đừng nói hai tu sĩ độ kiếp kỳ, cho dù 20 tên cũng khó đi ra được. Nghe Thạch Thanh nói, Dương Bách Xuyên gật đầu, được, tạm thời làm như vậy, đi một bước tính một bước, dù sao hai lão già Nguyên Thần Huyễn và Phong M Dương còn ở, chúng ta cũng đừng mong sống yên ổn. Người quen thuộc nơi này, biết chỗ nào có thể tránh né một chút không? Dương Bách Xuyên vừa dứt lời, bên tai truyền đến tiếng đánh nhau và tiếng gào giống tức giận từ phía xa. Thạch đầu qua đó xem, Dương Bách Xuyên nghe thấy âm thanh bèn nói. Thích, chủ nhân ơi hay là đừng đi nữa nhé, có thể đánh nhau ở đây chắc hẳn là sinh linh lãnh chúa một phương, chúng ta không trà trộn nổi đâu. Thạch Thanh nói. Dương Bách Xuyên đảo trong mắt. Ánh mắt lấp lánh, sinh linh lãnh chúa là gì? Mỗi sinh linh mạnh mẽ đều có lãnh địa của mình, bản lĩnh càng cao cường thì diện tích lãnh địa càng lớn. Khi có sinh linh khác xông vào lãnh địa muốn cướp đoạt địa bàn, hai bên sẽ đại chiến. Thạch Thanh lóe lên ánh sáng xanh trả lời. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, thình lình nói, Thạch đầu, người nói xem nếu để sinh linh yêu thú trong di tích thành cổ đối phó với Nguyên Thần Huyễn và Phong M Dương, liệu có giết được hai lão già này không? Thạch Thanh vô thức trả lời,
nếu có yêu thú Thái Hoang hỗ trợ đối phó với hai lão già kia, đúng là có thể giết bọn họ cũng không chừng. Thạch Thanh nói đến đây thì dừng lại, cười khổ, chủ nhân, ý tưởng này của ngươi quá kỳ lạ. Ta đã nói rồi mà, sinh linh Thái Hoang vô cùng kỳ dị, không thể so sánh với sinh linh bên ngoài. Hơn nữa, phần lớn chúng không có nhiều trí tuệ, mà có trí tuệ thì đều là lãnh chúa một phương, tối thiểu cũng là tiểu lãnh chúa. Sinh linh cấp bậc này không có cách nào khống chế được đâu. Ngươi xông lên trước sẽ bị tấn công đấy. Vẫn nên nghĩ cách khác thì hơn. Muốn khống chế sinh linh Thái Hoang là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Dương Bách Xuyên nghe xong không nói gì, nhưng trong đầu đã có ý tưởng. Theo lời Thạch Thanh, sinh linh yêu thú Thái Hoang không dễ khống chế, nhưng đối với Dương Bách Xuyên thì không phải là không có cơ hội. Về chuyện đối phó với yêu thú, hắn còn có một con át chủ bài. Chẳng qua rất khó thực hiện, nhưng không phải là không có cơ hội. Sau đó, Dương Bách Xuyên phớt lờ ý kiến phản đối của Thạch Thanh, đi thẳng về phía nguồn âm. Hắn muốn đi xem sinh linh yêu thú cấp bậc lãnh chúa trong Thái Hoang, nếu nắm được cơ hội có thể ra tay thì sẽ ra tay đối phó với Nguyên Thần Huyễn và Phong M. Dương. Có lẽ lúc này hai lão già kia đã vào trong di tích thành cổ rồi. Chấm chấm chấm. Dương Bách Xuyên và Thạch Thanh lần theo hướng âm thanh mơ hồ. Sau khi đi được hơn 20 dặm, trong tầm mắt xuất hiện một khu vườn có tường vây quanh, bên trong xanh tươi tốt, tiếng gào thét truyền ra từ đó. Tường vây đã bị sập nhiều chỗ, không cần tìm cửa vào, Dương Bách Xuyên dẫn theo Thạch Thanh đi thẳng vào trong. Gừ gừ. Tiếng gầm gào của yêu thú càng lúc càng rõ. Sau khi Dương Bách Xuyên và Thạch Thanh tiến vào khu vườn, mùi linh dược tràn vào khoang mũi. Dương Bách Xuyên kinh ngạc. Thầm nghĩ, lẽ nào nơi này là một vườn linh dược? Hắn vừa nghĩ vừa tiếp tục đi về phía trước, quả nhiên trên đường đi hắn phát hiện một số loại linh dược mọc rải rác. Có loại mọc trong cỏ hoang, có loại mọc một mình một chỗ, rõ ràng là nơi này bị bỏ hoang đã lâu. Những linh dược trong tầm mắt không phải là linh dược nhiều năm, nhiều nhất cũng chỉ 100-200 năm, song có một số loại linh dược quý hiếm. Dương Bách Xuyên nhìn thấy linh dược quý hiếm đều thầm niệm trong đầu. Chuyển rời vào vườn linh dược trong không gian bình càn khôn. Dù sao không gian bình càn khôn của hắn cũng có vườn linh dược, có 9 thái châu nữ quản lý, cho nên hắn lập tức bổ sung chủng loại cho vườn linh dược. So với vườn linh dược của các tông môn lớn ở tu chân giới, vườn linh dược trong không gian bình càn khôn của Dương Bách Xuyên không nhằm nhò gì, vì vậy hắn cần làm phong phú vườn linh dược của mình, cứ trồng linh dược trong đó cho chúng từ từ phát triển là được, nói không chừng sau này có thể dùng đến. Hắn có thể luyện đan, mà luyện đan sư có thể luyện đan từ bất cứ linh dược gì, không cho phép xảy ra tình trạng linh dược bị bỏ hoang. Có lẽ trước đây khu vườn này là một vườn linh dược, chẳng qua là bị bỏ hoang rất lâu mà thôi. Chắc chắn linh dược cao cấp lâu năm đã bị yêu thú sống ở đây ăn hết, hoặc là bị ai đó đào rồi. Nhưng Dương Bách Xuyên không để ý. Hắn có bình càn khôn, giờ lại có những linh dược này thì hắn có thể từ từ nuôi dưỡng. Hơn nữa. Hắn biết có một số linh dược không nhất định là càng lâu năm càng có giá trị. Đi thêm mấy chục mét vào sâu bên trong, tầm mắt đột nhiên sáng ngời, sương mù dày đặc mờ đi không ít. Dương Bách Xuyên nhìn thấy một người một thú đang đánh nhau. Một khoảng đất trống bán kính tầm 100 mét xuất hiện, đâu đâu cũng có hố. Rõ ràng là mảnh đất trong này do một người một thú đánh nhau tạo ra, hơn nữa sương mù dày đặc trở nên mờ nhạt. Phạm vi nhìn khá rõ ràng cũng là vì nguyên nhân này. Dương Bách Xuyên và Thạch Thanh núp sau một gốc cây cổ thụ dự định quan sát rồi tính tiếp. Người xuất hiện trong tầm mắt Dương Bách Xuyên là một người trung niên tu vi độ kiếp hậu kỳ, yêu thú thì giống báo săn mọc cánh. Dương Bách Xuyên không nhìn thấy yêu thú ở Thái Hoang, chỉ có thể dựa vào khí tức cảm nhận được con yêu thú này không yếu. Đúng như Thạch Thanh nói, sinh linh trong Thái Hoang không thể so với sinh linh bên ngoài. Bởi vì có những yêu thú tuy khí tức không mạnh nhưng bản thân có chỗ đặc biệt, đây mới là điểm đáng sợ của sinh linh Thái Hoang, thiên phú trên người chính là sát chiêu. Yêu thú đánh nhau với người trung niên không rơi vào thế yếu, trong khi thủ đoạn công kích của trung niên tung ra ào ào, mang lại cho Dương Bách Xuyên cảm giác rất nhiều rất đa dạng, lúc nào cũng có thể ép lui đòn tấn công của yêu thú và đánh trả. Có vẻ như người trung niên muốn vượt qua yêu thú xông lên, nhưng yêu thú luôn ngăn cản ông ta tiến lên. Điều này khiến Dương Bách Xuyên suy nghĩ, hắn nhìn về phía sau yêu thú, nhưng vì khoảng cách hơi xa nên không nhìn rõ. Hắn thầm niệm trong đầu,
dùng càn khôn nhãn quan sát. Một khắc sau, hắn chấn động cả người, hai mắt phát sáng. Khi quan sát bằng càn khôn nhãn, hắn phát hiện trong đám sương mù dày đặc phía sau yêu thú cất giấu một cái cây giống cây nho, thân cành lá đều có màu đỏ như lửa, bên ngoài tỏa ra quầng sáng nhạt, nhìn từ xa giống cây leo đang cháy. Mà trên dây leo treo từng quả giống hồ lô, nhưng khác hồ lô ở chỗ hồ lô trên to dưới nhỏ, còn quả này thì dưới to trên nhỏ. Quả có màu giống hệt thân cành lá, tỏa ra ánh sáng đỏ như lửa, sáng vô cùng nhưng màu không đậm lắm. Tuy nhiên, Dương Bách Xuyên biết đây là dấu hiệu quả sắp chín, xem ra chúng sắp chín rồi. Không nhiều không ít, có 5 quả giống hồ lô. Dương Bách Xuyên nhìn thấy 5 quả này, trong đầu xuất hiện một cái tên, quả hỏa linh 2 hạt. Đây là loại linh quả thiên địa hiếm quý trong truyền thừa của sư phụ. Quả thật quả này rất giống hồ lô. Sau khi bóc vỏ ngoài, bên trong có 2 hạt, vì vậy nó có tên quả hỏa linh 2 hạt. Trong hạt chứa năng lượng hệ hỏa tinh khiết, cực kỳ giống năng lượng tinh khiết của đá căn nguyên. Công hiệu lớn nhất của quả hỏa linh 2 hạt không phải nâng cao tu vi, mà là ăn vào thì khả năng cảm nhận năng lượng hệ hỏa trong thiên địa có thể tăng gấp 10. Đối với những tu sĩ chế tạo như là luyện đan sư, luyện khí sư mà nói, loại quả này thật sự là chí bảo, sau khi sử dụng có thể nâng cao khả năng cảm nhận năng lượng hệ hỏa, quan trọng hơn cả là có thể hấp thụ các loại lửa trong thiên địa. Thế gian có lửa dị chủng tồn tại độc lập, lấy được bất kỳ một loại nào cũng có thể nâng cao khả năng chế tạo của bản thân. Hơn nữa, thu phục và luyện hóa được một loại lửa dị chủng cũng là biểu hiện của việc nâng cao thực lực. Ví dụ, nếu một tu sĩ cảnh giới phân thần lấy và luyện hóa được một loại dị hỏa thiên địa, vậy thì chỉ cần phóng ra dị hỏa là có thể thiêu chết một tu sĩ cảnh giới hợp thể, thậm chí độ kiếp kỳ thành cho bụi trong nháy mắt. Dị hỏa thiên địa vô cùng ít ỏi, loại nào cũng có linh tính, rất khó thu phục, không khéo chạm vào còn bị đốt thành tro. Nhưng có quả hỏa linh 2 hạt thì khác, lúc chạm vào dị hỏa thiên địa mà dùng quả hỏa linh 2 hạt thì có thể giảm nguy cơ bị dị hỏa đốt cháy, cũng có thể làm cho dị hỏa nảy sinh thiện cảm với người dùng quả hỏa linh 2 hạt, cuối cùng đạt được mục đích. Có dị hỏa trong người là có thể tăng sức chiến đấu lên gấp bội, luyện đan sư và luyện khí sư có thể luyện chế được các loại đan dược, pháp khí cao cấp hơn. Vì vậy, sau khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy quả hỏa linh 2 hạt, hắn kìm lòng không đậu, tim đập rộn ràng. Hắn thầm niệm trong đầu, gọi con trồn trong bình càn khôn ra. Lúc trước qua sông bị cá chuồn tấn công, hắn đã thu con trồn vào bình càn khôn. Bây giờ nhìn thấy quả hỏa linh quý hiếm bậc này, Dương Bách Xuyên cũng muốn chia chác. Chít chít. Con trồn vừa ra ngoài liền kêu lên. Xuyệt, Dương Bách Xuyên vội vàng ra hiệu cho con trồn im lặng. Hắn định bụng chờ cơ hội cho con trồn đi lấy trộm, hay nói chính xác hơn là làm ngư ông đắc lợi. Con trồn im lặng ngồi trên vai Dương Bách Xuyên, đang hít mũi ngửi thì đột nhiên nhìn vào màn sương mù dày đặc phía sau yêu thú, đôi mắt to tròn sáng ngời. Nó quay sang nhìn Dương Bách Xuyên, ý nói có bảo bối, có cần ra tay không? Dương Bách Xuyên nhìn đôi mắt phát sáng của nó, cười hì hì nói nhỏ, không vội, chúng ta làm ngư ông. Lão tu sĩ độ kiếp hậu kỳ kia nhiều thủ đoạn, khó đối phó. Yêu thú cũng canh giữ trước quả hỏa linh rất chặt, lúc này chúng ta không thể tới đó, chờ cơ hội sẽ ra tay. Chít chít. Con trồn kêu chít chít trả lời, dáng vẻ không nhẫn nại được. Nó chảy nước miếng nhìn quả hỏa linh 2 hạt ở sâu trong sương mù, nếu không phải Dương Bách Xuyên nói vậy thì nó đã vọt thẳng tới rồi. Thạch thanh lóe lên ánh sáng xanh, yếu ớt nói, nguy hiểm đó chủ nhân. Con báo phi văn kia không dễ chung đụng đâu. Báo phi văn, Dương Bách Xuyên hơi kinh ngạc, không ngờ Thạch Thanh lại biết con yêu thú này. Thạch Thanh biết Dương Bách Xuyên nghĩ gì, bèn nói, ta là sinh linh Thái Hoang, tuy không biết hết tất cả sinh linh trong Thái Hoang, nhưng cũng biết một số. Báo phi văn là dị chủng có thiên phú sấm sét, hơn nữa có thể bay, là yêu thú vô cùng khó chơi. Chúng có thể bay nhảy giữa không trung, có thiên phú sấm sét. Sấm chớp Thái Hoang không tạo thành thương tổn gì cho chúng. Nghe vậy Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, nếu là vậy thì quả thật khó nói. Hắn nhìn chiến trường, dường như người trung niên và báo phi văn ngang tài ngang sức, nhưng nếu báo phi văn thi triển năng lực phi hành thì cho dù ông ta lấy được quả hỏa linh 2 hạt, đoán chừng cũng không chạy thoát. Mình vẫn phải tiếp tục quan sát rồi tính tiếp. Đúng lúc này, trong chiến trường có biến hóa.
chỉ thấy người trung niên đột nhiên vung tay ném hai tấm ngọc phù về phía Báo Phi Văn, ngọc phù lập tức nổ tung trên người Báo Phi Văn. Gừ! Tiếng gào đau đớn của Báo Phi Văn vang lên, hình như toàn thân nó không thể nhúc nhích được. Dương Bách Xuyên cho rằng chắc hẳn bùa chú mà người trung niên sử dụng đã áp chế Báo Phi Văn làm nó không động đậy được. Hắn thầm nghĩ trong lòng, lần này Báo Phi Văn phải ăn hành rồi. Quả nhiên người trung niên túm lấy Báo Phi Văn bất không thể động đậy, tung ra một quyền. Cách rất xa mà Dương Bách Xuyên vẫn cảm nhận được sóng năng lượng cường đại lan ra. Tiếp đó, người trung niên bộc phát chân khí màu trắng ngà hội tụ thành một nắm đấm to bằng cái thớt, đánh lên người Báo Phi Văn. Bộp! Gừ! M thanh nặng nề cùng tiếng kêu gào thảm thiết của Báo Phi Văn vang lên. Nháy mắt Báo Phi Văn đã bị người trung niên đánh bay ra xa hơn 10 mét. Sau đó, trong tay người trung niên lóe lên tia sáng lạnh, một thanh phi kiếm xuất hiện trên tay. Ông ta bay đuổi theo Báo Phi Văn, đồng thời giơ phi kiếm lên cao. Kiếm quang nở rộ, phát ra ánh sáng chói mắt như mặt trời. Sát ý và khí thế nổi lên, xung quanh bụi đất mịt mù. Kiếm khí dài hơn 3 trượng chém vào cổ Báo Phi Văn. Coi bộ muốn chém đầu Báo Phi Văn. Báo Phi Văn sắp toi rồi. Dương Bách Xuyên lẩm bẩm. Nhưng Thạch Thành yếu ớt cất lời, chủ nhân, e là lần này ngươi sai rồi. Báo Phi Văn là yêu thú cấp bậc tiểu lãnh chúa trong Thái Hoang, còn có năng lực phi hành, không dễ bị giết như vậy đâu. Thạch Thành nói xong, quả nhiên tình hình đảo ngược. Báo Phi Văn bỗng phát ra một tiếng hét dài chọc thủng màng nhĩ. Hú! Trong tiếng hét dài của Báo Phi Văn, Dương Bách Xuyên thấy trên người nó tỏa ra quầng sáng màu tím nhạt vô cùng chói mắt. Hơn nữa có thể nhìn thấy những tia sét bao quanh người. Dương Bách Xuyên thầm cảm thán, quả nhiên đúng như Thạch Thanh nói, Báo Phi Văn không đơn giản. Lúc này, bầu trời trên chiến trường cũng xuất hiện một chuỗi tiếng sấm. Đùng đoàng, xoẹt. Tia sét màu tím răng mắc trên bầu trời chỗ Báo Phi Văn, trên người nó cũng có tia sét bao quanh, hô ứng với sét trên trời. Đùng đoàng, xoẹt. Báo Phi Văn gào giống với người trung niên, tia sét quanh người tụ lại, giáng vào kiếm khí mà người trung niên chém xuống. Ầm. Một giây sau, kiếm khí của người trung niên bị sét trên người Báo Phi Văn chém vỡ, thậm chí sức mạnh ngưng tụ từ sấm sét không hề yếu ớt, đánh rớt phi kiếm trong tay người trung niên và xuyên thẳng tới. Phụt. Ngay sau đó, người trung niên run lên, hộc máu, mái tóc đen cháy xém bốc khói. Ông ta bị uy lực sấm sét khổng lồ của Báo Phi Văn đánh bay ra xa 30 mét, rơi mạnh xuống mặt đất tạo thành một cái hố to. Lần này Dương Bách Xuyên thấy vậy cũng phải hít sâu một hơi. Quá chấn động, không ngờ Báo Phi Văn lại có thể mượn uy lực của thiên lôi. Hiển nhiên điều này có liên quan đến thiên phú sấm sét của nó. Mọi người đều biết trong Thái Hoang có thiên lôi Thái Hoang, không ai dám bay cao quá 9 mét đụng tới thiên lôi Thái Hoang. Nhưng Báo Phi Văn với thiên phú đặc biệt lại không nằm trong số đó, ngược lại nó còn có thể thông qua thiên phú của mình mượn thiên lôi cho mình dùng. Trong Thái Hoang, thiên phú bậc này quả là khiến rất nhiều sinh linh ghen tị đỏ mắt. Trước đó Báo Phi Văn bị người trung niên đánh một đòn trở tay không kịp, rơi vào thế yếu. Cuối cùng trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, nó lập tức thi triển thiên phú của mình, dẫn động thiên lôi Thái Hoang tấn công, kết quả thấy rõ. Tuy nhiên, Dương Bách Xuyên thấy hình như nó chỉ dẫn động từng tia thiên lôi mà thôi, nhưng cho dù là vậy cũng đủ rồi. Nói thật là khoảnh khắc Dương Bách Xuyên cảm nhận được Báo Phi Văn dẫn động thiên lôi giáng xuống, tim hắn đập thình thịch. Hắn có thể cảm nhận rõ uy lực của sấm sét Thái Hoang là vô cùng vô tận, mạnh hơn thiên lôi ở bên ngoài không biết bao nhiêu lần, thậm chí mang đến cho Dương Bách Xuyên cảm giác thiên lôi trong Thái Hoang là tồn tại biến dị, hơi thở hủy diệt cuồng bạo vô cùng đậm. Báo Phi Văn dẫn phát và mượn uy lực của thiên lôi tấn công người trung niên, làm cho người trung niên có nhiều thủ đoạn bay ra ngoài như diều đứt dây, đủ để thấy uy lực của thiên lôi Thái Hoang. Điều quan trọng nhất là Dương Bách Xuyên thử cảm nhận thì thấy đối mặt với thiên lôi Thái Hoang bậc này, hắn chẳng có cách nào. Mặc dù trong người hắn có một viên mệnh tinh hệ sấm sét, hắn cũng không dám hấp thụ sấm sét cuồng bạo và bá đạo cỡ này. Vốn dĩ sau khi tiến vào Thái Hoang, nghe nói trong này có thiên lôi Thái Hoang, hắn còn có ý định hấp thụ thiên lôi. Dù sao trong người hắn không chỉ có hai đại mệnh tinh Thái M Thái Dương, mà còn có 9 đại phụ tinh kim mộc thủy hỏa thổ, lôi điện, không gian, M sát,
Phong Vân đại diện cho 9 nguồn năng lượng trong thiên địa. Theo lý thuyết thì hắn có thể hấp thụ 9 loại năng lượng thiên địa. Nhưng vừa rồi sau khi cảm nhận khí tức của thiên lôi thái hoang, hắn đã từ bỏ ý nghĩ hấp thụ lôi điện thái hoang, không dám nữa. Hắn sợ sau khi hấp thụ, phụ tinh sẽ xảy ra vấn đề lớn. Chủ yếu là hắn sợ không tiêu hóa nổi, không khéo bản thân sẽ bị điện giật chết. Chấm chấm chấm. Chủ nhân nhìn đi, ta đã nói là báo phi văn không đơn giản mà. Thạch Thanh đắc ý nói với Dương Bách Xuyên, giọng điệu vui vẻ như dân cờ bạc thắng cược. Dương Bách Xuyên trợn mắt, không nói gì, tiếp tục quan sát chiến trường. Hắn biết nếu người trung niên còn không ra tay thì sẽ xong đời. Sức mạnh sấm sét mà báo phi văn dẫn động quá mạnh, xem chừng người trung niên không có cách hóa giải. Thiên lôi thiên hoang cường đại thật sự khủng khiếp, hèn chi mọi người đều nói đến địa tiên cũng không dám phi hành trong thái hoang. Dưới sấm sét bậc này, e là địa tiên cũng bị đánh chết nhỉ. Gừ. Xoẹt, đúng lúc này, báo phi văn không bỏ qua cơ hội hạ sát thủ, bay vọt tới chỗ người trung niên ngã xuống cách 30 mét, giang cánh sau lưng bay lên, cho thấy ưu thế vượt trội. Xét quanh người nói lại dẫn động thiên lôi thiên hoang lần nữa, muốn đánh chết người trung niên. Nét mặt người trung niên bỗng trở nên điên cuồng, tay đánh ra một kết ấn, vẽ một phù văn màu máu ngay phía trước. Tức thì trước người ông ta hiện ra một tấm chắn huyết trận, hoàn toàn là năng lượng do phù văn tạo ra, ánh sáng chói lọi. Đồng thời, người trung niên hô to, xin đạo hữu núp phía sau giúp đỡ. Ta là Thẩm Dạ, đệ tử của Thánh Địa Thần Phù Linh Tông. Nếu đạo hữu ra mặt hỗ trợ, Thẩm Mỗ nhất định sẽ tặng thần phù cấp cao, quả hỏa linh hai hạt chia đều. Nghe người trung niên nói vậy, Dương Bách Xuyên căng thẳng, thầm nghĩ mình bị phát hiện rồi ư. Ngay từ đầu hắn đã che giấu hơi thở, lẽ ra không bị phát hiện mới phải. Nhưng bây giờ nghe ý của người trung niên, hình như ông ta đã phát hiện ra có người trốn trong tối. Ngay lúc Dương Bách Xuyên do dự có nên ra tay giúp đỡ hay không, ở chỗ khác có hai bóng người lóe lên, trong chiến trường xuất hiện hai bóng người. Đúng lúc này, đòn tấn công của báo phi văn cũng tới trước mặt người trung niên, nhưng bị huyết thuẫn tấm chắn bằng máu cản lại. Tuy nhiên, thoạt nhìn trận pháp huyết thuẫn của người trung niên hay có thể nói là Thẩm Dạ không chống đỡ được bao lâu. Nhưng lúc này hai người xuất hiện trong chiến trường lại ra tay, cản lại đòn tấn công của báo phi văn. Dương Bách Xuyên trợn tròn mắt nhìn hai người đột nhiên xuất hiện trong chiến trường. Thấy hai người xuất hiện trong chiến trường, Dương Bách Xuyên biết là Thẩm Dạ không phát hiện ra mình mà phát hiện ra hai người kia. Nhưng, hai người xuất hiện trong chiến trường khiến khóe miệng Dương Bách Xuyên dần giật. Bởi vì hai người này không phải ai khác mà chính là Nguyên Thần Huyễn và Phong M. Dương. Hắn không ngờ hai lão già chết tiệt lại đến đây nhanh như vậy. Nhưng ngẫm lại thì chắc là trận đấu giữa báo phi văn và Thẩm Dạ đã thu hút bọn họ đến đây, có lẽ bọn họ vốn không phát hiện ra tung tích của hắn. Sau khi vào thành cổ có sương mù che phủ cùng với các loại che chắn, nếu không có trận đấu thu hút thì chưa chắc hai lão già đã tìm được nơi này. Coi như đụng mặt hai lão già chết tiệt rồi, Dương Bách Xuyên đắng lòng, giờ muốn làm ngư ông đắc lợi cũng khó. Bởi vì có hai lão già chết tiệt gia nhập, muốn cướp quả hỏa linh hai hạt thì e là độ khó càng lớn. Nhưng cũng không nhất định, bây giờ phải xem báo phi văn có góp sức hay không. Báo phi văn có thể mượn thiên lôi tấn công, không biết có hiệu quả lớn đối với hai lão già hay không. Dương Bách Xuyên cảm thấy hơi xa vời. Dù sao báo phi văn cũng chỉ dẫn động được thiên lôi đã là cực hạn, không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lúc này, sau khi hai lão già chết tiệt gia nhập, Thẩm Dạ mới xem như thoát khỏi khốn cảnh. Sau khi Nguyên Thần Huyễn và Phong M. Dương cùng ra tay, quả nhiên uy lực thiên lôi của báo phi văn yếu đi nhiều, bị hai lão già chết tiệt hóa giải. Về phần báo phi văn, nó cấp tốc xoay người quay trở lại trước quả hỏa linh hai hạt, tính cảnh giác rất cao. Dường như nó cũng cảm nhận được Nguyên Thần Huyễn và Phong M. Dương vừa mới xuất hiện trên chiến trường rất mạnh, cho nên dứt khoát từ bỏ chém giết với Thẩm Dạ, trở về bảo vệ quả hỏa linh hai hạt. Đây mới là nhiệm vụ quan trọng của báo phi văn. Sau đó, nó cảnh giác nhìn chằm chằm Nguyên Thần Huyễn và Phong M. Dương, đồng thời phát ra tiếng gầm giận dữ, gừ. Tựa như đang cảnh cáo. Lúc này, Thẩm Dạ đi đến chỗ Nguyên Thần Huyễn và Phong M. Dương,
chắp tay nói, cảm ơn hai vị đạo hữu giúp đỡ, Thẩm Mỗ vô cùng cảm kích. Hai vị đạo hữu cũng thấy đấy, phía sau con xúc vật này là quả hỏa linh hai hạt quý hiếm, Thẩm Mỗ sẵn lòng chia sẻ với hai vị đạo hữu. Nguyên Thần Huyễn và Phong M Dương nhìn nhau, sau đó Phong M Dương nhìn Thẩm Dạ và nói, Thẩm đạo hữu, chúng ta không có hứng thú với quả hỏa linh hai hạt, nhưng rất có hứng thú với thần phù trên người đạo hữu. Trước đó đạo hữu cầu cứu đã hứa sẽ tặng thần phù, hy vọng Thẩm đạo hữu giữ lời. Dương Bách Xuyên không biết hai lão già này có âm mưu gì, nhưng hắn không tin bọn họ không có hứng thú với quả hỏa linh hai hạt. Lúc này Thẩm Dạ cũng vô cùng kinh ngạc, nghe Phong M Dương nói vậy, ông ta trầm ngâm chốc lát rồi nói, đạo hữu à. Tất nhiên Thẩm Mỗ nói lời giữ lời, nhưng ý của Thẩm Mỗ là hai vị đạo hữu giúp Thẩm Mỗ lấy được quả hỏa linh hai hạt thì Thẩm Mỗ mới tặng bùa cấp cao của thần phù linh tông chúng ta để cảm ơn. Tất nhiên Thẩm Dạ cũng không tin lời Phong M Dương, hơn nữa mục đích của ông ta là quả hỏa linh hai hạt. Ông ta cần mượn sự giúp đỡ bên ngoài, nếu chỉ dựa vào bản thân thì dù lấy được quả hỏa linh hai hạt cũng phải trả giá lớn. Và lại lúc nãy ông ta cảm nhận được có người bí mật ẩn núp nên mới cố ý gọi hai người này ra. Thẩm Dạ không muốn mình và Báo Phi Văn liều mạng cá chết lưới rách, để cho người ta nắm tay trên. Nhưng hai người này lại nói có hứng thú với thần phù của ông ta chứ không có hứng thú với quả hỏa linh hai hạt, Thẩm Dạ không tin, cũng không đoán được hai người này có ý định gì. Cho nên Thẩm Dạ đưa ra quyết định, nếu hai người này không giúp mình thì mình sẽ không tặng thần phù. Ông ta xuất thân từ thần phù linh tông một trong 9 thánh địa lớn, thật sự là ông ta không sợ hai lão giả có tu vi cao hơn mình này. Thân là người của thánh địa, sao có thể là đèn cạn dầu? Thế nhưng Thẩm Dạ nói xong, Phong Âm Dương và Nguyên Thần Huyễn đều sa sầm sắc mặt. Dương Bách Xuyên núp phía sau cây cổ thụ đằng xa dùng linh thức và càn khôn nhãn nghe thấy rõ ràng, trong lòng lập tức vui vẻ. Tốt nhất là các người đánh nhau đi, tên họ Dương nào đó lẩm bẩm trong lòng. Chỉ nghe Nguyên Thần Huyễn cất lời, sao nào, Thẩm đạo hữu muốn chơi xấu sao? Trong lúc Nguyên Thần Huyễn nói chuyện, sắc mặt u ám. Phong M Dương cũng dở giọng bất thiện, Thẩm đạo hữu, lão phu ghét nhất là hạng người lật lọng. Giọng nói tràn đầy ý đe dọa. Nhưng Thẩm Dạ không quan tâm đến lời đe dọa của hai người này, ha ha, Thẩm Mỗ là đệ tử thánh địa, chưa từng bị ai dọa nạt đâu. Thẩm Mỗ không chơi xấu. Chỉ cần quả hỏa linh hai hạt. Hai vị đạo hữu giúp Thẩm Mỗ giết Báo Phi Văn thì Thẩm Mỗ sẽ dâng thần phù bằng hai tay. Nếu không, các ngươi câm miệng cho lão tử. Thứ gì chứ, đừng tưởng độ kiếp đại viên mãn là vô địch. Hay các ngươi thật sự cho rằng Thẩm Mỗ là đệ tử thần phù linh tông mà lại sợ các ngươi? Nói về người tu chân bình thường, người của 9 thánh địa lớn trong tu chân giới có cảm giác ưu việt, coi thường tu sĩ bình thường. Mà thực tế cũng đúng là như thế. Đệ tử xuất thân từ 9 thánh địa lớn không sợ tu sĩ cấp cao, bởi vì thánh địa chính là bảng hiệu. Không một thế lực nào có thể chọc vào đệ tử của 9 thánh địa lớn. Vì vậy Thẩm Dạ không sợ gì hết, ông ta thuộc một chi cao quý của thần phù linh tông, nói là mắt cao hơn đầu cũng không ngoa. Lúc này nghe thấy Nguyên Thần Huyễn và Phong M Dương đe dọa, ông ta cũng nổi giận. Thẩm Dạ có thần thông cấp cao, đừng nói là tu sĩ độ kiếp đại viên mãn. Cho dù gặp phải tu sĩ đại thừa kỳ thì sao nào? Chẳng qua ông ta muốn hai lão già kia giúp đỡ, hợp tác với mình trấn áp Báo Phi Văn mà thôi. Không ngờ bọn họ lại không phối hợp như vậy. Nguyên Thần Huyễn cười to, ha ha ha, hình như ngươi đã quên nơi này là Thái Hoang, hôm nay cho dù ta giết chết ngươi ở đây, thần phù linh tông cũng chẳng có ai biết. Nói đến đây, Nguyên Thần Huyễn cười gằn, sau đó nói tiếp. Vốn dĩ lão phu chỉ muốn lấy thần phù trên người ngươi, nhưng bây giờ lão phu đổi ý rồi, không chỉ muốn thần phù mà còn muốn mạng của ngươi. Quả hỏa linh hai hạt là vật cô chủ, chúng ta tự lấy. Dứt lời Nguyên Thần Huyễn nói với Phong M Dương, Phong lão quái ra tay đi. Các ngươi dám, bỗng dưng Thẩm Dạ cảm thấy không ổn, không ngờ hai lão già này thật sự dám ra tay với mình. Đúng là lần này Thẩm Dạ tính nhầm rồi. Kẻ địch ông ta phải đối mặt không phải tu sĩ độ kiếp đại viên mãn bình thường, mà là hai lão quái vật địa tiên tam chuyển đã áp chế tu vi. Nguyên Thần Huyễn và Phong M Dương là địa tiên tam chuyển tự do kiêu ngạo, há lại bị Thẩm Dạ uy hiếp. Cho dù Thẩm Dạ là đệ tử thánh địa thì sao nào?
chỉ cần không phải là địa tiên thánh địa thì cứ giết thôi, có sao đâu. Và lại nơi này là Thái Hoang Tinh Hải, dù giết Thẩm Dạ thì tin tức cũng không truyền ra ngoài. Sự ngông cuồng và lời đe dọa của Thẩm Dạ đã hoàn toàn chọc giận Nguyên Thần Huyễn và Phong Em Mờ Dương, bọn họ hạ quyết tâm giết Thẩm Dạ. Mục đích ban đầu hai lão già chết tiệt là lấy thần phù từ trên người Thẩm Dạ. Có thần phù thì có thể tìm được Dương Bách Xuyên. Thần phù Linh Tông là một trong những thánh địa chuyên luyện chế bùa chú. Thần phù vô cùng đặc biệt, ai cũng muốn có thần phù của thần phù Linh Tông. Nhưng không ngờ Thẩm Dạ lại uy hiếp bọn họ. Điều này khiến Nguyên Thần Huyễn và Phong Em Mờ Dương nổi sát tâm. Giết thì giết thôi, chẳng sao hết, bọn họ tự lấy thần phù trên người Thẩm Dạ và quả hỏa linh hai hạt là được. Nguyên Thần Huyễn nói xong, Phong Em Mờ Dương đã đánh một chưởng về phía Thẩm Dạ, gương mặt dữ tợn, nhìn xem lão tử có dám không. Lúc này, con người của Thẩm Dạ co rụt lại, ông ta cảm nhận được sức mạnh của Phong Em Mờ Dương tuyệt đối không phải là tu sĩ độ kiếp kỳ đại viên mãn bình thường. Tim đập dồn dập. Thẩm Dạ biết nếu mình không tung ra con át chủ bài thì chết chắc. Ông ta lùi về sau, khẽ cắn răng, trong lòng bàn tay lóe lên huyết quang. Một lớp vảy đỏ như máu to bằng lòng bàn tay xuất hiện, tỏa ra khí tức vô cùng mạnh. Dương Bách Xuyên núp ở đằng xa quan sát, hắn cũng cảm nhận được khí tức khiến trái tim run sợ phát ra từ mảnh vảy trong tay Thẩm Dạ. Không biết đó là cái gì. Nhưng Dương Bách Xuyên biết chắc chắn là bảo bối vô cùng đáng sợ. Mặc Nguyên Thần Huyễn biến sắc, lão ta hét lên, Phong lão quái mau lùi lại, đó là bùa Long Lân. Phong Em Mờ Dương không cần nhắc nhở. Sau khi lão ta nhìn thấy vảy rồng đỏ như máu xuất hiện trong tay Thẩm Dạ, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thình lình thu tay, nhanh chóng lùi lại. Nguyên Thần Huyễn nhận ra mảnh vảy trong tay Thẩm Dạ, tất nhiên lão ta cũng nhận ra. Mảnh vảy này là chí bảo trấn phái của thần phù Linh Tông, một trong các thánh địa. Nghe nói chỉ có ba mảnh, là vảy chân long. Lão tổ tông của thần phù Linh Tông dùng vảy chân long luyện chế ra ba tấm bùa Long Lân nên thần phù Linh Tông mới có một vị trí trong chín thánh địa lớn. Bùa Long Lân của thần phù Linh Tông được mệnh danh là có thể giết thần tiên, không ngờ trên người Thẩm Dạ lại có thần vật bậc này. Ông ta nhất định là người thuộc dòng chính trong tầng lớp cấp cao của thần phù Linh Tông. Dương Bách Xuyên thấy Phong Em Mờ Dương và Nguyên Thần Huyễn biến sắc, đồng thời rút lui, hắn biết ngay mảnh vảy đỏ như máu trong tay Thẩm Dạ nhất định là vũ khí đáng sợ. Hắn nghe thấy rõ Nguyên Thần Huyễn hô bùa Long Lân. Chắc hẳn là một loại bùa chú nào đó. Trước đó Thẩm Dạ từng nói mình là người thần phù Linh Tông, một trong chín thánh địa lớn, mảnh vảy ông ta lấy ra chắc chắn là bùa chú. Nhưng rất có thể nó là loại bùa chú vô cùng mạnh. Bùa chú khiến Nguyên Thần Huyễn và Phong Em Mờ Dương đều sợ hãi nhất định là vũ khí đáng sợ. Quả nhiên Thẩm Dạ ra tay, Phong Em Mờ Dương không chạy kịp. Dương Bách Xuyên nhìn thấy vảy rồng đỏ như máu trong tay Thẩm Dạ đột nhiên tỏa ra huyết quang chói mắt, lập tức cuốn Phong Em Mờ Dương đi. Á! Tiếng kêu thảm thiết của Phong Em Mờ Dương vang lên. Phạm vi huyết quang phát ra khoảng 2-30 mét, Dương Bách Xuyên không thấy rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Bởi vì hắn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Phong Em Mờ Dương, chứng tỏ lão già chết tiệt này đã bị ăn hành. Điều đáng tiếc duy nhất là Nguyên Thần Huyễn cách khá xa, tránh được huyết quang. Dương Bách Xuyên chấn động, đúng là vũ khí đáng sợ kia. Khi huyết quang vừa mới phát ra từ bùa Long Lân trong tay Thẩm Dạ, Dương Bách Xuyên cách rất xa mà vẫn cảm nhận được khí tức vô cùng cường đại tỏa ra. Giống như thần khí vô thượng bùng nổ trên tay Thẩm Dạ, mang sức mạnh không gì sánh bằng. Chính vì vậy, Dương Bách Xuyên biết trên đời này không chỉ tu vi mạnh mới lợi hại, có vũ khí cực đỉnh cũng có thể chém giết tu sĩ cấp cao. Tiếng hét thảm thiết của Phong Em Mờ Dương đã chứng minh điều này. Tên họ Dương nào đó trốn trong tối quan sát, trong mắt hắn, Thẩm Dạ là độ kiếp hậu kỳ, Phong Em Mờ Dương và Nguyên Thần Huyễn là địa tiên tam chuyển áp chế tu vi xuống độ kiếp đại viên mãn. Theo lý thì 10 Thẩm Dạ cũng khó làm Phong Em Mờ Dương bị thương. Thế nhưng nháy mắt đã nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của Phong Em Mờ Dương, chứng tỏ trong tay có chí bảo mạnh tuyệt đối thì hoàn toàn có thể giết chết tu sĩ cấp cao. Mặc dù Dương Bách Xuyên không biết bùa Long Lân trong tay Thẩm Dạ là bùa chú cấp bậc gì, nhưng hắn biết Thẩm Dạ là đệ tử thánh địa, từ đó hắn có cái nhìn mới về thánh địa. Đệ tử thánh địa có thể lấy ra bùa Long Lân làm Phong Em Mờ Dương bị thương ắt không phải hạng đơn giản.
thánh địa phía sau ông ta càng khỏi cần nói. Bây giờ nhìn bùa long lân trong tay Thẩm Dạ phát ra huyết quang, mắt Dương Bách Xuyên đã đỏ ngầu. Hắn thầm nghĩ nếu mình có bảo bối như bùa long lân thì không cần trốn tránh hai lão già Nguyên Thần Huyễn và Phong Em Mờ Dương nữa. Dương Bách Xuyên tiếp tục quan sát, huyết quang trong chiến trường phát ra nhanh mà biến mất cũng nhanh. Một giây sau, Dương Bách Xuyên nhìn thấy bóng dáng Thẩm Dạ và Phong Em Mờ Dương hiện ra. Sắc mặt Thẩm Dạ hơi tái nhợt, Phong Em Mờ Dương nhếch nhác vô cùng, quần áo rách tả tơi, tóc tai bù xù, trên người toàn vết máu, vẻ mặt hoảng sợ. Sau khi huyết quang tan biến, Thẩm Dạ lại hành động, cầm bùa long lân trong tay lên. Nguyên Thần Huyễn ra tay trước, tung ra một chưởng từ xa. Một chưởng này có màu sặc sỡ, rõ ràng là khí độc, nháy mắt đã bao phủ quanh người Thẩm Dạ. Lúc nãy Thẩm Dạ sử dụng bùa long lân đã trả giá lớn, toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Khi ông ta chuẩn bị kích hoạt lần hai, khí độc của Nguyên Thần Huyễn đã đến trước mặt khiến Thẩm Dạ run lên, ngã xuống đất. Phong Em Mờ Dương trở tay, một viên đan dược xuất hiện. Lão ta uống đan dược rồi ngồi xuống chữa trị vết thương. Dễ nhận thấy một kích trước đó của Thẩm Dạ tuy không lấy mạng ông ta, nhưng đã làm cho ông ta bị thương nghiêm trọng, mất sức chiến đấu trong thời gian ngắn. Lão độc vật giết hắn đi, Phong Em Mờ Dương nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó nhắm mắt, bắt đầu trị thương. Hiện tại Nguyên Thần Huyễn không bị thương, sau khi ra tay trước hạ độc Thẩm Dạ, ông ta đi về phía Thẩm Dạ ngã trên mặt đất. Thẩm Dạ không ngờ Nguyên Thần Huyễn lại là cao thủ dùng độc. Lần đầu tiên ông ta kích hoạt bùa long lân đã hao tổn 1/3 tinh huyết cả đời. Nhưng ông ta biết sau khi Phong Em Mờ Dương bị bùa long lân đả thương thì càng đối phó, mình chỉ cần ra tay hai lần nữa là chắc chắn có thể giết Phong Em Mờ Dương và Nguyên Thần Huyễn. Khi Nguyên Thần Huyễn tung một chưởng tới, Thẩm Dạ còn tưởng đó là đòn tấn công bình thường. Lúc chuẩn bị đỡ chiêu, ông ta lại phát hiện ra đó là độc. Bấy giờ ông ta mới nhận ra Nguyên Thần Huyễn là độc tu, nhưng đã muộn rồi. Thẩm Dạ hoa mắt chóng mặt ngã ra đất, toàn thân mất hết sức lực. Lúc này nhìn Nguyên Thần Huyễn từng bước đi tới, Thẩm Dạ cũng hoảng sợ, trong mắt xuất hiện cảm xúc sợ hãi. Ông ta cầm chặt bùa long lân, nhìn Nguyên Thần Huyễn đi tới. Ngươi, ta là cháu trai của đại trưởng lão thần Phù Linh Tông. Nếu ngươi dám giết ta thì cứ chờ chết đi. Hiện tại Thẩm Dạ rối như tơ vò. Sau khi trúng độc, ông ta thôi động công pháp trong cơ thể để loại bỏ khí độc, đồng thời buông lời uy hiếp. Thật ra không phải ông ta ngây thơ, mà là đang kéo dài thời gian. Điều khiến Thẩm Dạ sốc hơn cả là lực sinh mệnh mạnh mẽ của Phong Em Mờ Dương. Bởi vì bùa long lân của ông ta là chí bảo trấn phái của thần Phù Linh Tông, nếu không phải ông ta là cháu trai của đại trưởng lão thần Phù Linh Tông thì lần này vào Thái Hoang Tinh Hải, ông nội sẽ không cho ông ta mượn bùa long lân để bảo vệ tính mạng. Thẩm Dạ biết rõ hơn ai hết uy lực của bùa long lân. Đây là chí bảo vô thượng do tổ sư gia của thần Phù Linh Tông dùng vảy chân long luyện chế ra. Dưới uy lực mà ông ta thôi động, cho dù là tu sĩ đại thừa kỳ cũng bị giết biến thành mảnh vụn chứ đừng nói chi đến độ kiếp đại viên mãn. Nhưng đối phương bị uy lực của vảy rồng cuốn đi cũng chỉ bị thương nặng chứ không chết. Làm sao mà Thẩm Dạ không kinh ngạc cho được. Còn độc của lão già kia nữa. Sau khi độc thâm nhập vào cơ thể, Thẩm Dạ phát hiện khí độc trong người vô cùng khó xử lý, vượt quá tưởng tượng của ông ta. Thẩm Dạ không thể nào hiểu nổi tại sao mình không luyện hóa được độc của một tu sĩ độ kiếp đại viên mãn. Phải biết rằng trong cơ thể ông ta có một tấm bùa hộ mệnh do đại trưởng lão phong ấn, độc bình thường không có chuyện không luyện hóa được. Nguyên Thần Huyễn đi từng bước tới, nhìn từ trên cao xuống, đứng trước mặt Thẩm Dạ và chậm rãi giải đáp nghi vấn trong lòng ông ta. Nhãi danh không luyện hóa được khí độc trong người đúng không? Nguyên Thần Huyễn cười gằn. Lão ta dừng lại giây lát rồi tiếp tục nói, hai chúng ta là địa tiên tam chuyển. Muốn luyện hóa khí độc của lão phu, trừ khi ngươi là cảnh giới phi thăng, nếu không thì... chờ chết đi. Thẩm Dạ run lên, hét thất thanh, các ngươi là lão quái vật từ lá chắn pháp tắc sang đây. Ngươi đoán xem, Nguyên Thần Huyễn cười khẩy. Cuối cùng Thẩm Dạ đã hiểu. Thì ra đối phương là địa tiên tam chuyển, hèn chi bùa long lân không giết được bọn họ, hèn chi độc khí xâm nhập vào cơ thể nhưng ông ta không luyện hóa được. Thì ra là địa tiên tam chuyển.
Nguyên Thần Huyễn cất giọng lạnh như băng, trong truyền thuyết bùa Long Lân của thần Phù Linh Tông chỉ có 3 tấm, có thể sử dụng vô hạn, bên trong chứa sức mạnh của chân long. Hơn nữa, người thôi động tinh huyết mạnh mẽ thì có thể thi triển uy lực chém giết tiên nhân. Nghe nói tấm bùa Long Lân thứ nhất đã mất tích mấy nghìn năm, hiện tại thần Phù Linh Tông chỉ còn 2 tấm bùa Long Lân. Một tấm do đại thánh chủ quản lý, tấm còn lại do đại trưởng lão đứng đầu truyền thừa. Thằng nhãi nhà ngươi nói mình là cháu trai của đại trưởng lão thần Phù Linh Tông, trong tay có bùa Long Lân, xem ra ngươi không nói dối. Giết ngươi quả thật hơi phiền phức. Nhưng không giết ngươi thì càng phiền phức hơn. Bây giờ lão phu tiễn ngươi lên đường, chí bảo như bùa Long Lân ở trong tay ngươi không được thích hợp, lão phu sẽ bảo quản thay ngươi. Nói đến đây, Nguyên Thần Huyễn thình lình ra tay giết Thẩm Dạ. Trong mắt Thẩm Dạ lóe lên vẻ tàn nhẫn. Ông ta biết hôm nay mình chắc chắn phải chết, cho nên dứt khoát kích nổ mệnh phù trong người mình. Lão già chết tiệt muốn giết ta á, đừng hòng, dù phải chết ta cũng kéo ngươi làm đệm lưng. Sau khi Thẩm Dạ cắn răng nghiến lợi kích nổ mệnh phù, ông ta bỗng phun một ngụm máu lên tấm bùa Long Lân trong tay. Thẩm Dạ là tu sĩ độ kiếp hậu kỳ, tất nhiên không phải tay mơ. Ông ta biết Nguyên Thần Huyễn sẽ không tha cho mình. Khi thấy Nguyên Thần Huyễn ra tay với mình, ông ta lập tức kích nổ mệnh phù, truyền toàn bộ sức mạnh vào trong bùa Long Lân. Một giây sau, huyết quang phóng ra. Nguyên Thần Huyễn đang vung quyền giết người, trông thấy cảnh này lão ta lập tức hét lên, trên người xuất hiện một bộ chiến giáp. Ánh sáng bắn ra, lão ta lùi về sau. Nhưng lão ta có nhanh cũng không nhanh bằng huyết quang của bùa Long Lân cuốn tới. Á, chết tiệt! Tiếng hét thảm thiết và tiếng chửi rủa của Nguyên Thần Huyễn vang lên trong huyết quang. Dương Bách Xuyên chấn động tinh thần. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy lão già chết tiệt Nguyên Thần Huyễn thoát ra khỏi huyết quang, nhưng chiến giáp đã vỡ tan tành, nhếch nhác không kém Phong M Dương, cơ thể lảo đảo, ngã lăn ra đất. Dương Bách Xuyên nhìn thấy Nguyên Thần Huyễn té ngã trên mặt đất, trong lòng hắn mừng như điên, xem ra bây giờ hai lão bất tử đều đã bị trọng thương, tuy là không chết nhưng thương thế rất nặng. Đây chính là cơ hội của hắn. Cơ hội để giết chết hai lão bất tử. Phong Âm Dương đang ngồi thiền chữa thương ở đằng xa, mà Nguyên Thần Huyễn cũng đang ở trạng thái lật thuyền trong mương. Đây chính là cơ hội ngàn năm mà ông trời đưa tới cho Dương Bách Xuyên. Lúc Dương Bách Xuyên nhìn Thẩm Dạ ở bên kia thì phát hiện Thẩm Dạ đã trở thành một cái thây khô, hẳn là toàn bộ sức mạnh của ông ta đã bị bùa Long Lân hút cạn. Trước tiên Dương Bách Xuyên nhìn thấy bùa Long Lân trong tay Thẩm Dạ. Hai mắt như có ngọn lửa hừng hực, lập tức nói với chồn nhỏ mau đi lấy bùa Long Lân về đây. Chít chít. Chồn nhỏ liên tục gật đầu, vèo một cái đã bay ra ngoài. Dương Bách Xuyên cũng chuẩn bị xuất thủ thì một cảnh tượng mà hắn không thể lường trước bất ngờ xảy ra. Rư. Là báo phi văn nhảy lên nhào về phía Phong Âm Dương đang ngồi thiền trị thương. Cảnh tượng này làm cho Dương Bách Xuyên sửng sốt. Sau đó hắn lập tức mừng rỡ, lại dừng lại. Báo phi văn ra tay là chuyện ngoài dự liệu, nhưng ngẫm lại cũng không có gì kỳ lạ. Đối với báo phi văn bất kể là Thẩm Dạ hay Nguyên Thần Huyễn, Phong Âm Dương đều là kẻ xâm phạm xông vào lãnh thổ của nó, là kẻ địch muốn cướp quả hoa linh hai hạt. Lúc này nó nhìn thấy Nguyên Thần Huyễn, Phong Âm Dương và Thẩm Dạ cùng nhau lưỡng bại câu thương, báo phi văn nắm lấy cơ hội nhanh chóng xuất thủ. Nhìn thấy cảnh tượng này Dương Bách Xuyên đã biết báo phi văn cũng có trí tuệ của yêu thú. Mắt thấy việc này sắp thành công hắn vô cùng vui vẻ, lại trốn sau gốc đại thụ, chờ cho báo phi văn và hai lão bất tử liều mạng lưỡng bại câu thương lần thứ hai, đến lúc đó hắn lại đi ra làm ngư ông chân chính. Không chỉ có thể chém giết hai lão bất tử, quan trọng là còn có thể thu được quả hoa linh hai hạt, còn có một tấm bùa Long Lân sang tay, ngẫm lại trong lòng đều là vui vẻ. Nhưng lúc nãy chồn nhỏ xông ra ngoài, không biết lúc này có thể thành công lấy bùa Long Lân về hay không. Nghiệt xúc. Phong Âm Dương cảm nhận được báo phi văn tập kích, trong lúc nguyền rủa đã lăn một vòng, vội vàng tránh né. Khụ khụ khụ. Phong Âm Dương trong lúc tránh né đã ho ra máu từng đợt, trong tay lão ta xuất hiện một cây pháp khí roi dài quất tới báo phi văn. Bốp. Gào gào. Công kích của Phong Âm Dương khiến báo phi văn gầm lên giận dữ né tránh, thân pháp của nó linh hoạt trong nháy mắt lại vò tới trước người Phong Âm Dương, đột nhiên chộp tới.
Phong Âm Dương bị bùa long lân của Thẩm Dạ gây trọng thương vẫn chưa kịp khôi phục, lại bị báo phi văn công kích nên tức giận gào thét, nhưng lão ta đâu còn cách nào khác, thân pháp của con yêu thú này linh động vô cùng, đối phó với nó lão ta có áp lực rất lớn. Báo phi văn đột nhiên nhào tới, Phong Âm Dương không kịp tránh thoát, lão ta giơ tay lên trưởng một trưởng mạnh mẽ nghênh đón. Gào. Sau một kích giống gào của báo phi văn, Phong Âm Dương bị đánh lui 3-4 thước, lần nữa phu ra một ngụm máu. Sắc mặt lão ta càng thêm tái nhợt. Gào, xẹt xẹt. Lúc này báo phi văn vẫn chưa bị thương tổn gì, sau khi đánh một kích tới Phong Âm Dương không thành, nó dang rộng đôi cánh bay lên, toàn thân có lôi điện vần quanh, trên bầu trời sấm sét đánh ầm ầm, lại dẫn động thái hoang lôi thiên bắt đầu tấn công Phong Âm Dương. Lần này mày mặt Phong Âm Dương đại biến, nếu lão ta không bị thương, đối mặt với thiên lôi do báo phi văn dẫn động chắc chắn không hề sợ hãi, nhưng bây giờ lão ta cảm giác mình gặp nguy rồi. Lão độc vật, người thế nào rồi, vẫn chưa chết thì mau tới giúp ta đối phó con súc sinh này, Phong Âm Dương thúc giục sức lực toàn thân, không hề quay đầu lại mà nói cầu cứu với Nguyên Thần Huyễn. Còn Nguyên Thần Huyễn thì sao? Giờ phút này lão ta còn chật vật hơn Phong Âm Dương. Bị Thẩm Dạ trước khi chết đánh cho một kích nên giờ lão đang bị thương rất nặng, chiến giáp trên người đều vỡ tan mất đi tác dụng, nếu không phải còn chiến giáp ở đây, lão ta có thể đã trực tiếp ngất đi rồi. Dù Nguyên Thần Huyễn không nhìn thì vẫn biết tình cảnh của Phong Âm Dương, lão ta đương nhiên không muốn Phong Âm Dương chết, bởi vì lão còn phải trông cậy vào Phong Âm Dương giúp lão ta luyện hóa Lục Yên Chi. Cho nên Nguyên Thần Huyễn cần nghĩ cách giúp Phong Âm Dương. Thứ lão ta nghĩ đến đầu tiên chính là bùa long lân trong tay Thẩm Dạ, lão ta muốn lấy bùa long lân giúp Phong Âm Dương đối phó báo phi văn. Nhưng lúc nghe được Phong Âm Dương cầu cứu cũng chính là thời điểm Nguyên Thần Huyễn nhìn về phía Thẩm Dạ, chỉ là một giây sau Nguyên Thần Huyễn lại giận dữ quát lên, nhiệt xúc ngươi dám. Nguyên Thần Huyễn nhìn thấy một con trồn màu vàng đột nhiên lóe lên xuất hiện, vèo một cái phóng tới bên cạnh thi thể Thẩm Dạ, miệng ngậm bùa long lân trong tay Thẩm Dạ bỏ chạy. Điều này làm cho Nguyên Thần Huyễn tức đến hộc máu, lão ta liều mạng bị Thẩm Dạ làm trọng thương, còn không phải vì lá bùa long lân trong tay Thẩm Dạ ư. Nhưng ai có thể ngờ lại đột nhiên xuất hiện một con trồn vàng trộm đào chứ? Mặc Nguyên Thần Huyễn chửi rủa, trồn nhỏ chẳng bị tổn hại gì, sau khi lấy được bùa long lân trồn nhỏ vèo một cái lập tức biến mất trong màn sương mù dày đặc, không cho Nguyên Thần Huyễn có cơ hội truy đuổi. Ở đây không dùng được linh thức mà tốc độ của trồn nhỏ lại nhanh, Nguyên Thần Huyễn cũng chỉ có thể trợn trừng mắt. Xẹt xẹt. Lúc này Phong Âm Dương phát ra tiếng kêu rên đau đớn. Nguyên Thần Huyễn vội vàng nhìn lại, trong lúc lão ta mắng chửi trồn nhỏ thì Phong Âm Dương bị báo phi văn dẫn động lôi điện bổ xuống. Giờ phút này Nguyên Thần Huyễn cũng chỉ có thể chạy tới giúp Phong Âm Dương đối phó báo phi văn. Trồn nhỏ ở bên này tranh công cầm bùa long lân giao cho Dương Bách Xuyên. Chít chít. Trồn nhỏ đắc ý kêu hai tiếng. Nhỏ giọng một chút, Dương Bách Xuyên ra hiệu bảo trồn nhỏ đừng lên tiếng, nhận lấy bùa long lân mà trồn nhỏ, chôm, được, Dương Mỗ chảy nước miếng hết lười khen ngợi trồn nhỏ. Hắn tận mắt nhìn thấy Thẩm Dạ sau khi thúc giục bùa long lân lập tức khiến cho hai lão bất tử Phong Âm Dương và Nguyên Thần Huyễn đều mất nửa cái mạng. Bây giờ đại sát khí này đã nằm trong tay hắn, trong mắt Dương Mỗ ngập tràn ánh sáng, hắn tỉ mỉ quan sát bùa long lân. Miếng vảy màu hồng mỏng manh, cầm trong tay mát lạnh, phía trên có những hoa văn cổ xưa vô cùng phức tạp. Dương Bách Xuyên có thể nhìn ra đại khái những hình vẽ này đều là văn trận công kích, nhưng những văn trận này hắn chưa từng thấy qua bao giờ, hắn nghĩ đây hẳn là văn trận công kích vô cùng cường đại cổ xưa được khắc ở trên long lân, tạo thành bùa long lân. Lúc này dù mới chỉ cầm bùa trên tay nhưng Dương Bách Xuyên đã cảm nhận được uy lực cường đại ẩn chứa bên trong, sau khi phóng thích linh thức tiến vào bên trong hắn đã nắm rõ công dụng của bùa long lân. Trong quá trình sử dụng cần lấy máu tế luyện, sau đó khi thi triển không dựa vào chân khí mà dựa vào hấp thu lực lượng tinh huyết. Đây là một loại bùa long lân tương đối tà môn, chẳng trách khi lần đầu Thẩm Dạ thúc giục bùa đả thương Phong Âm Dương mặt mày ông ta tái mét không còn giọt máu. Sau khi thúc giục lần thứ hai để đối phó Nguyên Thần Huyễn thì thi thể của ông ta đã biến thành thây khô, cầm thứ đồ này trong tay Dương Bách Xuyên cảm thấy mình cũng chẳng thể nào sử dụng nó một cách dễ dàng. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bảo vệ bùa chú hấp thụ tinh huyết.
dùng nhiều vài lần hắn đoán chừng mình cũng sẽ bị hút khô máu, chỉ có thể dùng vào thời điểm mấu chốt để bảo vệ tính mạng, sau khi sử dụng bùa long lân tất nhiên bản thân cũng sẽ vô cùng suy yếu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây là một kiện sát khí có thể đả thương đến độ kiếp kỳ đại viên mãn, đợi lát nữa hắn tìm cơ hội cho nguyên thần huyễn hoặc phong em mờ dương một kích xem sao. Đến lúc đó hy vọng có thể giết chết một trong hai, như vậy hắn sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Trước mắt cứ quan sát nguyên thần huyễn và phong âm dương đang cùng nhau đối phó báo phi văn trước đã. Dương Bách Xuyên tiếp tục nhìn chằm chằm bọn họ, cơ thể hắn vô cùng căng thẳng, hắn biết rõ đây là cơ hội rất lớn nhất định phải nắm bắt. Hai lão bất tử đã bị trọng thương, sơ hở tương đối nhiều. Nhưng nhiều đó vẫn chưa thấm vào đâu, dù sao hai lão bất tử không phải là độ kiếp kỳ đại viên mãn chân chính mà là tu vi địa tiên tam chuyển, hiện tại bọn họ cũng chỉ bị pháp tắc áp chế mà thôi. Vẫn nên cẩn thận hơn. Hắn híp mắt nhìn làn sương mù phía sau báo phi văn hoặc là nói thứ hắn đang nhìn chính là quả hỏa linh hai hạt. Dương Bách Xuyên phát hiện quả hỏa linh hai hạt tản mát màu sắc càng lúc càng đậm, đây là dấu hiệu sắp chín. Hắn dặn dò chồn nhỏ chờ lát nữa nhiệm vụ của ngươi là cướp quả hỏa linh hai hạt. Ta và Thạch Đầu đi đối phó với hai người một thú bên kia, ngươi có thể làm được không? Chít chít, ánh mắt chồn nhỏ tỏa sáng. Nó rất có hứng thú với việc cướp linh quả thiên. Tình cảnh bên kia, sau khi báo phi văn sau khi bị hai lão bất tử nguyên thần huyễn và phong em mờ dương liên thủ tấn công, cuối cùng nó vẫn bị đánh rơi xuống đất, lôi thiên dẫn động xuống dù sao cũng có giới hạn, mà công kích thiên lôi cũng không thể tạo ra thương tổn lớn đối với hai lão bất tử. Hơn nữa nguyên thần huyễn chuyên dùng độc, phong âm dương chuyên công kích, hai người bọn họ phối hợp ăn ý khiến báo phi văn chịu thiệt thòi lớn. Mà sau khi nó bị trúng độc tức thì bị phong âm dương nắm được sơ hở lão ta đột nhiên vút ra một roi đánh báo phi văn văng ngược ra ngoài. Mà phương hướng báo phi văn bay tới chính là gốc đại thụ mà Dương Bách Xuyên trốn phía sau, đằng sau báo phi văn là nguyên thần huyễn đang bám theo sát, xem ra hai lão bất tử là muốn nhất cử chém chết báo phi văn. Giây phút đó thân thể đang ẩn trốn của Dương Bách Xuyên ở phía sau gốc đại thụ vô cùng căng thẳng, hắn biết đã đến lúc ra tay. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng đỏ rực đột nhiên phát ra từ trong màn sương mù, trực tiếp chiếu sáng bán kính trăm thước, vô cùng chói mắt. Khóe mắt nguyên thần huyễn nhìn thấy ánh sáng đó, đôi mắt lão ta lập tức sáng ngời, lão nói với phong em mờ dương, phong lão quỷ, quả hỏa linh hai hạt chín rồi, yêu thú giao cho ngươi, ta đi hái linh quả. Lúc này báo phi văn đã bị thương nặng, không còn sức uy hiếp, phong âm dương đã có thể một mình phó, lão ta gật đầu tỏ vẻ đã biết. Mà Dương Bách Xuyên lại càng căng thẳng hơn, lớn tiếng nói với chồn nhỏ mau ra tay. Trong lúc nói chuyện hắn cầm lấy đá đả tiên thạch thanh ném về hướng nguyên thần huyễn đang đi đến chỗ quả hỏa linh hai hạt, mà tay kia của hắn thì thúc giục bùa long lân trong tay công kích về phía báo phi văn và phong âm dương. Đối với Dương Bách Xuyên, cơ hội ra tay thật sự rất hiếm. Cả hai người phong âm dương và nguyên thần huyễn đến không chết mà đều bị thương. Báo phi vân cũng bị hai lão bất tử khác đả thương nghiêm trọng, hơn nữa, quả hỏa linh hai hạt cũng đã chín muồi rồi, thiên thời địa lợi nhân hòa đã có hết. Nếu hắn cố nắm bắt cơ hội này thì có thể sẽ không còn cơ hội nào nữa. Tuy là hai lão bất tử phong âm dương và nguyên thần huyễn đều bị thẩm dạ làm trọng thương nhưng dù sao vẫn có thể hồi phục lại. Dù sao hai lão bất tử thì một người là độc tu, một người là y tu, còn là lão quái vất địa tiên tam phẩm. Cho nên trong người nhất định có rất nhiều thủ đoạn. Nếu lúc này hắn không liều mạng, có lẽ sẽ không còn cơ hội khác tốt như này, mà trong tay hắn hiện giờ còn có đại sát khí là bùa long lân, hơn nữa hai lão bất tử kia cũng đang bị thương, hắn mà nhảy ra tấn công hai người họ, dẫu cho không giết được hai lão bất tử cũng phải khiến cho bọn họ sống không bằng chết. Vậy nên Dương Bách Xuyên quyết đoán ra tay. Một tay hắn cầm đá đả tiên ném về phía nguyên thần huyễn để ngăn lão ta đi hái quả hỏa linh hai hạt, tay còn lại thì kích hoạt bùa long lân đối phó với phong âm dương. Không ai có thể ngờ tới Dương Bách Xuyên sẽ lao vào tấn công phong âm dương và nguyên thần huyễn lúc này. Nghe thấy Dương Bách Xuyên lên tiếng gào thét, đá đả tiên đã ngay lập tức lao về phía nguyên thần huyễn. Đá đả tiên là một loại đá tu đạo kỳ dị, là hòn đá có linh tính, được xưng là đả tiên. Loại đá này rất có linh tính, chỉ cần Dương Bách Xuyên muốn ném nó đập vào ai thì chắc chắn là sẽ trúng mục tiêu. Nguyên thần huyễn nghe thấy tiếng động,
đột nhiên quay đầu lại thì nhìn thấy một chùm sáng màu xanh lam đang bay thẳng về phía mình. Trong lòng Nguyên Thần Huyễn hoảng sợ, vội vàng xoay người né đi. Nhưng lão ta không ngờ tới chùm sáng này lại có linh tính như vậy, lão có né như thế nào cũng vô dụng. Dầm. Ngay cả người có tu vi cao thâm như Nguyên Thần Huyễn cũng bị đá đả tiên đập mạnh vào mặt, nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống, trước mắt lão ta choáng váng, thân thể bắt đầu loạng choạng rồi cuối cùng ngã xuống đất. Lúc này, chồn nhỏ đã chạy tới gốc cây quả hỏa linh hai hạt, kêu lên những tiếng chít chít hoan hô. Cùng lúc đó, Dương Bách Xuyên thúc giục bùa Long Lân phát động tấn công phong M Dương và báo Phi Vân kia. Bùm! Một vệt máu dài tuôn ra, lao tới chỗ của phong âm Dương và báo Phi Văn. Lão ta chỉ kịp nghe một tiếng động lớn, đến khi nhìn lên thì mới thấy những giọt máu nhỏ xuống như một cơn mưa máu khổng lồ. Lão từng nếm thử bùa Long Lân rất nhiều lần, cũng cực kỳ quen thuộc với huyết quang. Sau khi nhìn thấy huyết quang vọt tới, sắc mặt phong âm Dương tái mét đi, hoảng hốt kêu lên một tiếng rồi lùi lại. Nhưng cho dù tốc độ của lão ta có nhanh hơn nữa thì cũng không nhanh bằng huyết quang, hơn nữa còn do Dương Bách Xuyên đột nhiên tấn công, trong nháy mắt phong âm Dương đã bị cuốn đi mất hút. À! Tiếng huyết quang vang lên tiếng kêu thảm thiết của phong âm Dương. Trước kia lão ta đã từng bị huyết quang của bùa Long Lân lấy đi mất nửa cái mạng rồi, lúc này nhìn thấy huyết quang làm cho lão ta sợ đến hồn bay phách lạc, nhưng cuối cùng vẫn không tránh thoát. Dương Bách Xuyên thở phào khi thấy phong âm Dương và cả báo Phi Văn đều bị huyết quang của bùa Long Lân bao vây ở bên trong, sau đó hắn phi thân lao ra ngoài. Hắn chuẩn bị bổ đao qua, nếu phong âm Dương vẫn không chết, hắn sẽ ra đòn sát thủ khiến lão ta chết khô. Thật ra trong lòng Dương Bách Xuyên cũng không yên tâm, hắn cũng không có lòng tin có thể kết liễu phong âm Dương và Nguyên Thần Huyễn chỉ với một đòn này. Dù sao phong âm Dương và báo Phi Văn đều không phải hạng người đơn giản. Trong nháy mắt sau khi Dương Bách Xuyên xông tới, huyết quang nhanh chóng tản đi, hắn chỉ thấy báo Phi Văn nằm co quắp trên nền đất, sự sống đã như có như không. Mà phong âm Dương thì nằm trên mặt đất không nhúc nhích, toàn thân đầy vết thương đang chảy máu. Hơn nữa Dương Bách Xuyên cũng không cảm nhận được khí tức của lão ta nữa. Điều này làm cho hắn vui vẻ, một bước đi tới, chuẩn bị đâm thêm một kiếm vào người phong âm Dương mặc kệ hắn sống chết. Đối với lão bất tử cỡ như phong âm Dương, nếu không bị băm thành từng mảnh thì hắn vẫn luôn không yên tâm. Không nói thịt tươi khác đối với cấp bậc này của bọn họ đã không còn quan, bởi vì thân thể tán tiên là thân năng lượng thuần túy, thứ kinh khủng chính là nguyên thần. Lúc đi ngang qua báo Phi Văn, Dương Bách Xuyên cũng không hề mềm lòng, giơ đao lên thẳng tay chém rơi đầu báo Phi Văn báo, tức thì kết thúc sinh mệnh của báo Phi Văn. Ngay sau đó, hắn từng bước muốn đi tới chỗ phong âm Dương, sau khi đứng cách lão ta ba thước, Dương Bách Xuyên giơ kiếm đột nhiên chém về phía phong âm Dương. Phập! Sau một tiếng nặng nề, thân thể phong âm Dương bị Dương Bách Xuyên bổ thành hai nửa dễ dàng. Mà phong âm Dương cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Chết rồi. Quá thuận lợi, làm cho Dương Bách Xuyên rất kinh ngạc. Nhưng lập tức ngẫm lại cũng đúng, bản thân phong âm Dương đã bị Thẩm Dạ dùng bùa Long Lân làm bị thương nặng, hơn nữa còn một kích này của mình, với uy lực cường đại của bùa Long Lân thì lão ta cũng bình thường. Trong lòng hắn cuối cùng cũng chút một hơi. Tuy nhiên, đúng lúc này Dương Bách Xuyên đột nhiên cảm thấy một trận kinh hồn bạt vía. Một cỗ khí tức vô cùng cường đại xuất hiện ở đây. Nơi bắt nguồn chính là thi thể của phong âm Dương. Dương Bách Xuyên không hề do dự thúc giục kiếm đồ long, một vầng sáng xuất hiện làm ra phòng ngự. Nhưng mà ngay trong lúc ấy, hắn nhìn thấy thân thể phong âm Dương hóa thành một vầng ánh sáng nóng rực chói mắt, một ảo ảnh khổng lồ xuất hiện. Nhìn dáng vẻ giống một con phong vân thần khuyển. Gầm gừ. Tiếng gầm của phong vân thần khuyển như muốn xuyên thủng màng nhĩ của hắn. Mặt mày Dương Bách Xuyên biến sắc, hắn biết đây là nguyên thần của phong âm Dương, bản chất nguyên thần của lão bất tử này thực ra chính là phong vân thần khuyển. Mẹ kiếp, ta biết ngay cái lão khốn kiếp nhà ngươi nào dễ chết như vậy. Dương Bách Xuyên nguyền rủa một tiếng. Lúc này hắn thực sự rất sợ hãi, chỉ sợ lão bất tử phong âm Dương này không chết, còn chém hắn ra làm đôi. Ai biết đã đi được nửa đường mà vẫn xảy ra biến cố thế chứ? Trong tiếng gầm giận dữ mạnh mẽ, mang theo khí thế phong vân chuyển sắc,
khiến cho thần hồn của Dương Bách Xuyên cũng nhảy lên. Hắn biết giờ phút này Phong Âm Dương đang phô bày sức mạnh nguyên thần địa tiên tam chuyển cường đại. Trong lòng hắn vô cùng cay đắng, nhưng cũng đã quá trễ để đối phó với lão. Hắn thúc giục bùa Long Lân trong tay thêm một lần nữa. Huyết quang quét về nguyên thần của Phong Âm Dương lần nữa, đây là phản ứng công kích nhanh nhất, mạnh nhất mà Dương Bách Xuyên nghĩ đến. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng nguyên thần của Phong Âm Dương cường đại vượt xa tưởng tượng của mình, hắn cảm giác mình hoàn toàn bị áp chế, trong đầu hắn nảy sinh ảo giác không được phản kháng. Lão bất tử là địa tiên tam chuyển bị áp chế ở độ kiếp cảnh đại viên mãn, từ bình chướng pháp tắc mà đến, mà nay lão ta không có thân thể che chở, xem như đã hoàn toàn không còn trói buộc. Không có thân thể làm vật dẫn, Dương Bách Xuyên biết Phong Âm Dương sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng cởi bỏ xiềng xích cảnh giới đè nén lão ta. Lão ta đã khôi phục cấp bậc tam chuyển nguyên thần vậy nên sức mạnh nguyên thần thi triển ra vô cùng lớn mạnh, Phong Âm Dương muốn đối phó với hắn quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên Dương Bách Xuyên bất chấp việc máu huyết có thể sẽ bị hút cạn khô thúc dục bùa Long Lân lần nữa, ôm hy vọng nó sẽ có tác dụng. Trong khoảng khắc khi huyết quang quét tới nguyên thần của Phong Âm Dương, tức thì Dương Bách Xuyên nghe được tiếng gầm nổi giận của nguyên thần Phong M Dương Phong Vân Thần Khuyển lần nữa. Gầm gừ, nghe tiếng gầm gừ trong lòng Dương Bách Xuyên trầm xuống, dường như hắn phát hiện lực lượng của bùa Long Lân không gây ra tổn thương gì đến nguyên thần của Phong Âm Dương. Lúc này hắn hiểu được lực lượng bùa Long Lân chỉ có thể nhằm vào thân thể, nó không gây ra sát thương đối với nguyên thần. Quả nhiên một giây sau nguyên thần của Phong Âm Dương đột nhiên từ trong huyết quang vọt ra, trực tiếp nhào tới chỗ hắn. Gầm gừ. Trong tiếng giống giận kèm theo uy áp khiến trái tim Dương Bách Xuyên muốn trào ra khỏi lồng ngực, nguyên thần Phong Vân Thần Khuyển lập tức há miệng cắn vào đầu Dương Bách Xuyên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 96.